Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 43. Cô im mồm. Steven nhìn Hầu Viện Viện bằng ánh mắt dữ tợn. Tần Lâm bình tĩnh nói. Tôi cũng rất tò mò, rõ ràng là tôi đã bao chỗ này rồi, tại sao lại còn có người bao chung nhỉ? Cháu trai của giám đốc thôi cũng bao chỗ này, vậy chuyện này có được tính là vì việc riêng mà ảnh hưởng đến việc công không? Chỗ tôi bao trọn gói nhưng người khác lại muốn đuổi tôi đi. Ha ha ha, chắc ông cũng phải cho tôi một lời giải thích chứ. Chuyện này, tôi sẽ lập tức gọi điện cho Tổng Giám đốc Hồ ngay, cậu Tần đừng lo. Giám đốc Vương vừa nói xong, sắc mặt Thôi Vĩnh Tân lập tức thay đổi. Anh Vương, giúp tôi đi, anh Vương, anh Vương. Thôi Vĩnh Tân vô cùng lo lắng, nếu sự việc này kinh động đến ông chủ thì ông ta sẽ gặp rắc rối lớn. Alo sếp, cậu Tần đến rồi, nhưng, có chút vấn đề đã xảy ra. Thôi Vĩnh Tân đắc tội với cậu Tần rồi. Giám đốc Phương căn bản không thèm để ý đến Thôi Vĩnh Tân, lập tức gọi điện cho Hồ Thụy. Cái gì? Hồ Thụy vốn đang ngồi trên đùi cô thư ký xinh đẹp uống trà bỗng đứng phắt dậy, hai mắt mở to, sắc mặt đột nhiên sa sầm xuống. Đợi đó, tôi xuống ngay. Hồ Thụy trầm giọng nói. Anh Tần là người chị Hồng đặc biệt quan tâm, nếu như có chuyện gì xảy ra ở chỗ anh ta thì há phải là tự tìm đến cái chết sao? Hồ Thụy biết chuyện này không hề nhỏ, tuyệt đối không thể xem nhẹ, nhất định phải đích thân giải quyết mới được. Hồ Thụy tức tốc chạy xuống, thậm chí còn không có thời gian để mặc đồ. Anh Tần đến rồi à? Hồ Thụy cười nói, Tần Lâm cũng gật đầu, sau đó Hồ Thụy nhìn sang hướng Giám đốc Phương và Thôi Vĩnh Tân, lúc này sắc mặt Thôi Vĩnh Tân vô cùng khó coi, đành nhận sai. Tổng Giám đốc Hồ, tôi. Quỳ xuống. Thôi Vĩnh Tân còn chưa kịp nói xong đã bị Hồ Thụy trực tiếp đạp xuống, khiến ông ta quỳ dưới mặt đất, sợ đến mức run như cầy sấy. Nói mau, có chuyện gì? Đều do tôi không tốt, Tổng Giám đốc Hồ, tôi không biết cậu Tần là khách quý của sếp, cháu trai tôi tổ chức sinh nhật cho bạn gái nó, nên tôi mới giúp chúng sắp xếp ba bàn, nhưng không ngờ rằng. Lại đụng chúng cậu Tần. Thôi Vĩnh Tân thấp giọng nói, tim đập thình thịch, Hồ Thụy là nhân vật như thế nào chứ? Căn bản không cần phải nói nữa, là người theo Lôi Hồng đấy, cho dù ở nhà hàng bình thường thì căn bản ông ta không thể nào tiếp tục làm được nữa, huống chi là một chỗ lớn như Shangri-La đây, cách xử lý của Hồ Thụy tuy không bằng Lôi Hồng, nhưng dù gì cũng là nhân vật có mặt mũi ở tỉnh lỵ. Con mẹ mày còn không mau quỳ xuống. Thôi Vĩnh Tân đứng dậy, sau đó đá vào chân cháu trai của ông ta, Steven cũng hết sức căng thẳng, vừa quỳ xuống vừa run bần bật. Nếu là bình thường thì tôi cũng không tính toán làm gì, nhưng hôm nay các người lại đắc tội với anh Tần, vậy nên không ai có thể cứu mấy người được cả, rõ ràng có khách quý của tôi ở đây mà còn dám cho người chuẩn bị bàn. Các người thật sự coi đây là sân sau của nhà họ thôi mấy người hả? Từ hôm nay trở đi, ông sẽ bị cách chức, sau này ông không thể nào sống được trong ngành ẩm thực ở tỉnh lỵ này nữa đâu. Những lời Hồ Thụy nói khiến sắc mặt Thôi Vĩnh Tân trắng bệch, như sét đánh ngang tai. Ông ta lăn lộn hơn 20 năm mới leo lên được chức phó giám đốc tiền sảnh của Shangri-La, cũng coi như là nhân vật có mặt mũi, mức lương hàng năm cả triệu tệ, hơn hẳn bao nhiêu người ngoài kia, nhưng lúc này Hồ Thụy giống hệt như đang tuyên án tử cho ông ta. Bao nhiêu năm qua, ông ta không làm gì ngoài việc phục vụ trong ngành ẩm thực, mấy việc khác ông ta không hề biết làm. Giờ đây bị Hồ Thụy đuổi ra khỏi Shangri-La, hơn nữa còn không cho làm trong ngành ẩm thực. Há chẳng phải nửa đời sau của ông ta sẽ tàn rồi hay sao? Tổng Giám đốc Hồ, tôi xin cậu, hãy cho tôi một cơ hội nữa đi, Tổng Giám đốc Hồ, Tổng Giám đốc Hồ. Thôi Vĩnh Tân quỳ trên mặt đất, không ngừng khấu đầu cầu xin Tần Lâm và Hồ Thụy. Ầm ĩ nhỏ thì tôi có thể bỏ qua, nhưng đắc tội với anh Tần thì ông nhất định phải cút. Giọng Hồ Thụy lạnh như băng, dứt khoát nói. Vào lúc đó, Thôi Vĩnh Tân quỳ trên mặt đất với vẻ mặt tuyệt vọng. Chú hai, con mẹ mày đi chết đi. Thôi Vĩnh Tân tát một phát vào mặt Steven. Mau cút đi cho tao, đừng ở đây làm chướng mắt. Steven nghiến răng nghiến lợi, vô cùng không muốn, nhưng lúc này mặt mũi đã mất sạch, chẳng phải đều là do con tiện nhân này mà ra sao. Ông xã, còn tiệc sinh nhật của em thì sao? Hầu Viện Viện hỏi một cách thờ ơ. Bốp, Steven bộc phát tất cả sự giận dữ của mình lên người Hầu Viện Viện. Còn chưa đủ xấu hổ hả? Dứt lời, anh ta liền theo Thôi Vĩnh Tân quay lưng rời đi. Tất cả mọi người đều sững sờ, không ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, bây giờ bọn họ đâm lao phải theo lao,
không chỉ có mỗi Steven và Hầu Viện Viện mất mặt mà có một vài người khác cũng lẻn lẻn chuồn đi. Anh Tần, anh có vừa lòng không? Hồ Thủy cười nói. Người ở bệnh viện đều sững sờ, Hầu Viện Viện đứng bất động ở đó, bây giờ bọn họ còn xấu hổ hơn cả những người bạn học kia. Điều quan trọng là Trần Diên cũng là đồng nghiệp của bọn họ, hơn nữa cô còn là phó viện trưởng, bọn họ đã hoàn toàn mất hết thể diện. Tần Lâm gật đầu, sau đó nhìn sang Trần Diên. Đi thôi, chúng ta đi ăn, anh đã bao trọn Shangri-La này cho em rồi, sinh nhật vui vẻ nhé. Khuôn mặt Trần Diên đầy vẻ kinh ngạc, trong lòng vô cùng kích động. Tất cả những gì Tần Lâm làm đều khiến cô vô cùng vui vẻ, không chỉ vì Hầu Viện Viện, lần này cô ta bị đuổi ra khỏi Shangri-La, vốn cũng chẳng phải do Trần Diên, nhưng Hầu Viện Viện lại luôn muốn gây chuyện với cô, lần này Tần Lâm đã giúp cô ra mặt, cái cảm giác cảm kích không nói nên lời đó mới là thứ làm cô hài lòng. Tất cả những người trong bệnh viện đều rất sốc, đây mới là ông chủ thật sự. Điều khiến bọn họ không ngờ tới hơn nữa, hôm nay lại là sinh nhật của Phó Viện trưởng Trần Diên, nhưng cô ấy vẫn chưa từng đề cập với ai. So với sự khoe khoang của Hầu Viện Viện thì có thể thấy được tố chất của hai người là khác nhau. Trần Diên lại không muốn cho quá nhiều người biết, để tránh bị dè bỉu, nhưng hôm nay nhiều người nhìn thấy như vậy, thật sự cô cũng đành bất lực. Trần Diên cười mỉm, thầm cảm động. Nếu hôm nay đã là sinh nhật em thì em là lớn nhất rồi, cứ để cho bọn họ ăn cùng chúng ta đi. Anh thấy sao? Trần Diên nhìn sang Tần Lâm. Em thích là được. Tần Lâm gật đầu. Các vị đồng nghiệp, hôm nay là sinh nhật tôi xin mời tất cả mọi người cùng tham gia bữa tiệc hôm nay với chúng tôi. Trần Diên vô cùng vui vẻ, lúc này những đồng nghiệp của cô đang lâm vào thế khó xử, vậy nên cô làm thế là đang giữ thể diện cho bọn họ, nếu như để tất cả cùng nhau rời khỏi Shangri-La thì cũng thật mất mặt quá đó. Sinh nhật vui vẻ nhé phó viện trưởng. Đúng đúng đúng, sinh nhật vui vẻ, Tiểu Trần. Tất cả đồng nghiệp đều vô cùng cảm kích. Nếu như bọn họ bị đuổi ra ngoài như Hầu Viện Viện và những người khác thì đây sẽ là một vết nhơ mất, đó sẽ là nỗi xấu hổ cả đời của bọn họ. Lúc này Trần Diên đã cho bọn họ một con đường lui, vậy nên ai nấy đều hết sức vui mừng, đây chính là kết quả tốt nhất rồi. Tần Lâm biết Trần Diên vô cùng tốt bụng, cô không muốn nhìn thấy những người đó bị bảo vệ đuổi đi, vậy thì sau này bọn họ sẽ không còn chỗ đứng ở bệnh viện nữa, đối xử tốt với người khác chính là đối xử tốt với bản thân. Sao Doen, tên của Trần, Diên, và Hầu, Viện Viện, trong tiếng Trung đồng âm, đều có phiên âm là Doen. Sau khi ăn uống no say, đứng bên cửa sổ trước cổng Shangri-La, ánh đèn rực rỡ, một nhóm vũ công đường phố ca hát nhảy múa dưới ánh đèn neon nhấp nháy, trông hết sức rộn ràng. Anh đưa em đi xem khiêu vũ đường phố. Tần Lâm nói. Được thôi. Niềm hạnh phúc ánh lên nơi khóe mắt Trần Diên. Các đồng nghiệp cũng đi theo cô xuống đường để xem khiêu vũ đường phố. Đối với những nhân viên y tế luôn luôn làm công tác tiền tuyến như bọn họ thì khó mà có thời gian vui vẻ như vậy. Có đến vài trăm người đang vây xem buổi biểu diễn, một nhóm vũ công ở trung tâm quảng trường, kèm theo ánh đèn neon mập mờ hòa cùng tiết mục. Ông xã, anh đừng giận nữa, tối nay anh muốn gì cũng được, chẳng phải anh luôn muốn đi ra vườn sau sao? He he! Hầu Viện Viện khoác tay Steven. Bĩu môi nói. Em nói đấy nhé. Hai mắt Steven sáng lên, sau đó nở nụ cười, mặt đầy phấn khởi. Mặc dù còn giận vì bị chú hai đánh mắng một trận, nhưng vừa nghe nói có thể đi dạo ở sau vườn, tâm trạng anh ta đều tốt hơn thấy rõ. Đi thôi, bây giờ chúng ta đi ăn bánh kem đi. Steven không thể đợi được nữa. Đáng ghét, anh cũng nóng lòng quá rồi đó. Hầu Viện Viện đảo mắt một cách quyến rũ nhìn Steven. Lúc này, Tần Lâm và Trần Diên cũng đi đến quảng trường, nhìn thấy nhóm vũ công đang đứng thành hàng, khi mọi người còn đang không hiểu chuyện gì thì một vũ công trong trang phục công chúa Bạch Tuyết liền lấy ra một chiếc bánh kem 18 tầng ra khỏi đám đông. Trên chiếc bánh có dòng chữ Happy Birthday, Doen. Cảm ơn anh yêu, em thật sự rất thích chiếc bánh này. 18 tầng, điều này có nghĩa là chúc em mãi mãi 18 tuổi có đúng không? Hi hi hi. Hầu Viện Viện vô cùng phấn khích nói. Sau đó nhảy lên trung tâm sân khấu, dưới sự chú ý của mọi người, cô ta liền mỉm cười bước về phía chiếc bánh, rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh. Ê, đợi một chút. Sắc mặt Steven sa sầm xuống, đây căn bản không phải bánh mà anh ta chuẩn bị cho Hầu Viện Viện, chiếc bánh to như thế, còn cao hơn cả một người, nhưng chiếc mà anh ta đặt lại ở khách sạn cơ. Tách, tách, tách,
Hầu viện viện chụp liền mười mấy tấm, từ trước đến giờ cô ta chưa từng được thấy qua chiếc bánh lớn như thế. Steven, em yêu anh, cảm ơn anh vì chiếc bánh. Hầu viện viện đặt hai tay lên miệng, sau đó hét lớn, cô ta muốn làm ngôi sao sáng nhất trong đám đông. Thưa cô có nhầm không? Chiếc bánh kem này không phải của cô. Cô gái mặc đồ, công chúa Bạch Tuyết, đẩy chiếc bánh đi với vẻ sửng sốt, bởi vì cô ấy có thông tin khách hàng, nên mới chắc chắn người ở trước mặt không phải. Tôi nhầm lẫn, còn cô tặng bánh kem lại không biết phải tặng cho ai à? Hứ, cũng vô trách nhiệm quá rồi đó. Chiếc bánh kem này là của tôi, ông xã tôi tặng cho tôi đấy, cô không thấy sao? Chúc Doen, Viện, sinh nhật vui vẻ, tôi chính là Hầu Viện Viện, Doen chính là tôi. Hầu Viện Viện tức giận quát. Chiếc bánh kem đắt tiền như vậy, sao lại tìm một người không đáng tin như cô để đem tặng khách được chứ? Hôm nay là sinh nhật tôi, cô đừng làm tôi mất hứng nữa. Cô gái sững sờ, thông tin khách hàng mà cô có quả thực không phải là Hầu Viện Viện, mà là Trần Diên. Thật xin lỗi, chiếc bánh kem này thực sự không phải của cô, đây là tôi tặng cho Trần Diên, Doen, này chứ không phải, Doen kia, cô đừng tự suy nghĩ lung tung nữa. Tần Lâm cười khẩy nói, lời nói của anh khiến sắc mặt Hầu Viện Viện đanh lại là anh. Steven, anh nói đi, chiếc bánh kem này có phải là anh tặng cho em không? Hầu Viện Viện chỉ vào chiếc bánh rồi hạ giọng nói. Chuyện này, thật sự không phải. Vẻ mặt Steven vô cùng xấu hổ, bây giờ tất cả mọi người đều đang nhìn bọn họ. Steven, anh là đồ khốn, hu hu hu. Mặt Hầu Viện Viện đỏ bừng, sau đó thút thít khóc, cô ta thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào, lúc này còn làm gì có mặt mũi nữa chứ. Chụp ảnh với chiếc bánh kem 18 tầng, la hét ở nơi công cộng, bây giờ làm trò cả ngày trời trước mặt mọi người mới biết rằng chiếc bánh đó không phải của mình. Hầu Viện Viện cảm thấy bản thân như bị vạch trần. Vô cùng xấu hổ. Ngay cả những đồng nghiệp kia cũng không khỏi thở dài, cho dù là ở trước mặt người qua đường hay bạn bè thì Hầu Viện Viện đều cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để gặp mọi người nữa. Tặng cho em, Diên, chúc em mãi mãi 18. Tần Lâm lấy ra một viên Vaseron Constantin trị giá 20 triệu của tặng cho Trần Diên. Đây chẳng phải là phiên bản giới hạn 100 năm của Vaseron Constantin sao? 20 triệu đấy. Đúng vậy. Hai ngày trước tôi mới thấy nó trên Twitter của ca sĩ huyền thoại người Mễ tên Mai Mai, cô ấy cũng đeo chiếc này. Giới hạn toàn cầu chỉ có 10 miếng, ôi trời ơi, đúng thật là quý tộc mà. Thật là hạnh phúc chết mất, nếu như có ai đó cũng tặng tôi một viên Vaseron Constantin như thế này thì tốt biết mấy. Xung quanh không ít người tỏ ra trầm trồ, cũng có rất nhiều người am hiểu về đồ hiệu. Trong lòng Trần Diên càng thêm kích động. Sau đó cô nhìn Tần Lâm bằng ánh mắt dịu dàng. Sau đó, phía trên bầu trời bỗng xuất hiện hàng ngàn chiếc drone, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời đêm, nó thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Những chiếc drone tiếp tục thay đổi vị trí, cuối cùng tạo thành một văn bản tỏa sáng trên bầu trời. Chúc Trần Diên sinh nhật vui vẻ. 7 chữ đang tỏa sáng, giống hệt như những ngôi sao trên trời đêm. Cũng lãng mạn quá rồi đó. Không được rồi. Tim tôi sắp nhảy ra ngoài rồi này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đúng vậy, đẹp quá đi mất. Sao lại không có ai tặng tôi bánh kem tuổi 18, cũng chẳng tặng Vaseron Constantin, lại càng không có một buổi sinh nhật lãng mạn như vậy. Xem ra tôi phải đem bạn trai mình đi vứt rồi quá. Trần Diên có phúc ghê đó, tại sao cô lại không gửi cho tôi một người bạn trai như vậy chứ, hai. Có không ít người vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ với Trần Diên, dù là đám đông hay đồng nghiệp thì trong lòng cô cũng không tránh khỏi khó chịu, Trần Diên bỗng nhiên đã trở thành công chúa Bạch Tuyết mà tất cả cô gái đều mong ước. Không có so sánh sẽ không có đau thương. Cuối cùng Hầu Viện Viện không thể nhịn được nữa bèn quay lưng bỏ đi, đây là lần sinh nhật xấu hổ nhất từ trước đến giờ của cô ta, vốn dĩ cô ta định khoe khoang trước mặt mọi người, nhưng cuối cùng lại trở thành trò cười. Một người như cô ta lại có ngày bị Trần Diên dẫm đạp lên, từ trước đến nay cô ta luôn xem Trần Diên không ra gì, nhưng hôm nay lại để cho bản thân bị và một vố như vậy, hơn nữa người đó còn là người đàn ông mà cô ta đã theo đuổi nhiều năm, vậy nên mới khiến Hầu Viện Viện hoàn toàn tuyệt vọng. Cảm ơn. Hai mắt Trần Diên đỏ hoe, không khỏi xúc động, cô không ngờ lại có chuyện cảm động như vậy xảy ra với mình, hệt như đang mơ, ánh mắt Tần Lâm trong tiềm thức của cô là vô cùng quyến rũ. Hôn đi,
hôn đi, hôn đi. Trần Khả Nhi không biết mình đã chạy ra ngoài từ khi nào, không ngừng đứng bên cạnh la hét, càng lúc càng có nhiều người hô hào. Trần Diên trừng mắt nhìn Trần Khả Nhi, nhưng lúc này Tần Lâm lại đột nhiên hôn lên trán cô, tiếng hô hoán càng lúc càng nhiều. Cắt bánh kem đi, ai cũng có phần. Trần Khả Nhi xông đến chỗ chiếc bánh, nhìn thấy chị và anh rể thân mật với nhau, không biết tại sao trong lòng cô lại cảm thấy khó chịu, có được người yêu như anh rể là hạnh phúc cả đời của chị cô. Sau khi ăn xong bánh kem, Tần Lâm liền nắm tay Trần Diên, rồi đi từng bước về phía nhà. Hai người nhìn nhau không nói nên lời, nhưng nụ cười trên mặt Trần Diên lại vô cùng ngượng ngùng, cô biết đây là ngày vui nhất và cũng là sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời. Ngay lúc này, điện thoại của Trần Diên đột nhiên vang lên, là khoa cấp cứu của bệnh viện gọi đến. Alo, cái gì, được, tôi sẽ đến ngay. Sắc mặt Trần Diên hơi thay đổi, sau khi cúp máy liền nhìn Tần Lâm với vẻ có lỗi. Tôi phải đi một chuyến, bác Tiết bị bệnh nặng rồi, đã được đưa vào bệnh viện. Tôi đi cùng cô. Trần Diên gật đầu, hai người bèn bắt taxi đến thẳng bệnh viện. Ngay lối vào bệnh viện, có không dưới chục chiếc Rolls Royce đang đậu, còn có vài chiếc xe của tỉnh ủy, biển số GA00001 đang xếp la liệt. Tần Lâm nhíu mày, đây là nhân vật lớn như thế nào chứ? Ngay cả người của tỉnh ủy cũng đến sao? Có một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ đen đứng ngay cửa, sau khi nhìn thấy Trần Diên liền nghiêm mặt nói. Phó viện trưởng Trần Diên đúng không? Nhìn thoáng qua, Tần Lâm liền biết được người này không tầm thường, ánh mắt anh ta có thể cảnh giác hết mọi thứ xung quanh, vô cùng nhạy bén và trầm tĩnh, khiến cho người ta có cảm giác yên tĩnh hệt như một chú thỏ đang chạy trốn vậy. Đúng vậy, anh là... Ông cụ Tiết đã nhập viện rồi, giáo sư Tôn dặn tôi trực tiếp đưa cô đi là được. Người đàn ông trầm giọng nói. Thầy tôi cũng đến rồi ư. Trần Diên tỏ ra hết sức kinh ngạc, xem ra bệnh tình của ông cụ Tiết không hề đơn giản chút nào. Trần Diên đi theo người đàn ông đến phòng chăm sóc đặc biệt, có 10 người đàn ông mặc đồ đen đang đứng ngay cửa, tất cả đều mặc trang phục kiểu Tôn Trung Sơn, trông vô cùng nghiêm chỉnh. Ngay cửa có hơn 20 người đang tụ tập, ai nấy đều bày ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tiểu Trần, cô đến rồi, giáo sư Tôn đang đợi cô. Một người đàn ông trung niên bước lên phía trước, nghiêm túc nói. Chú Tiết, bệnh tình của ông cụ Tiết lại nghiêm trọng rồi sao? Trần Diên nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy, 2 tháng qua, mọi chuyện càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn, vậy nên bọn chú phải mời giáo sư Tôn ra tay, nhưng giáo sư Tôn lại một mực muốn cháu làm trợ lý của ông ấy. Tiết Lương căng thẳng nói, ánh mắt tỏ ra đầy lo lắng. Chú Tiết cứ yên tâm, chỉ cần có sư phụ cháu ở đây thì nhất định sẽ không sao đâu, bây giờ cháu sẽ vào trong ngay. Trần Diên an ủi. Được, tất cả đều phải trông cậy cả vào cháu và giáo sư Tôn rồi. Tiết Lương nói một cách thành khẩn. Phó viện trưởng Trần Diên đích thân làm trợ lý, xem ra giáo sư Tôn này không hề đơn giản. Tần Lâm vốn định đi theo Trần Diên vào trong xem thử, nhưng lại bị người mặc đồ đen bên cạnh ngăn lại. Người không liên quan không được vào. Anh ấy cũng là bác sĩ, còn giỏi hơn cả cháu, nói không chừng anh ấy có thể giúp đỡ được. Trần Diên nhìn về phía Tiết Lương. Tiết Lương bèn gật đầu. Tần Lâm và Trần Diên cùng nhau vào phòng bệnh, bên trong không có nhiều người, chỉ có một người phụ nữ trung niên xinh đẹp và một ông già khoảng 70 tuổi, chắc là thầy của Trần Diên, giáo sư Tôn Vô Kỵ. Thầy! Trần Diên nhìn thấy Tôn Vô Kỵ, liền đứng sau lưng ông ta. Trước giường có một ông già gần 70 tuổi, mặt chữ điền, mày nhíu hết cả lại, trông vô cùng đau đớn, tuy đang ngủ say nhưng sức khỏe lại vô cùng yếu. Giáo sư Tôn, bệnh tình của bố chồng tôi có hy vọng không? Ông nhất định phải cứu được ông ấy. Vẻ mặt người phụ nữ trung niên vô cùng căng thẳng, nếu bố có gì bất trắc thì nhà họ Tiết bọn họ sẽ phải chịu đả kích lớn. Bởi vì ông cụ Tiết còn nên nhà họ Tiết mới có thể luôn thịnh vượng. Đừng lo, tôi và ông cụ Tiết cũng coi như có quen biết, đương nhiên tôi sẽ cố gắng hết sức, tuy không chắc chắn, nhưng nhất định phải mổ xọ não mới được. Ông cụ đau đầu thường xuyên là do huyết áp lên não, cũng giống như Tào Tháo năm đó bị bệnh ở não, đến cả thần y Hoa Đà cũng không dám chắc chắn, cho dù ngày nay y học phát triển, nhưng mức độ thành công cũng không thể nào vượt quá 50%. Tôn Vô Kỵ trầm giọng nói. Không cần thiết phải phẫu thuật hộp sọ, chỉ cần châm cứu là được, một khi phẫu thuật mở sọ thì rủi ro là quá cao. Tần Lâm liền nói. Cậu ta là ai?
Tôn Vô Kỵ nhìn về phía Tần Lâm, sau đó nhíu mày. Anh là cái thá gì chứ? Lại dám khoa tay múa chân ở đây? Anh ấy là, bạn trai em. Sằng bậy. Tôn Vô Kỵ trầm giọng nói. Người như thế nào mà đòi vào phòng bệnh, Tiểu Trần, tôi thấy càng lúc gan cô càng lớn rồi đấy. Hừm, mấy năm không gặp, bản lĩnh cũng hơn hẳn rồi nhỉ. Cô có biết người đang nằm trên giường bệnh là ai không? Cô muốn chết hay sao? Người phụ nữ trung niên xinh đẹp chợt quát, bà ta chính là vợ của Tiết Lương, tên Vương Thước. Xin lỗi dì Vương, anh ấy là bác sĩ nên cháu dắt anh ấy theo, cũng vì muốn cùng nhau xem bệnh cho ông cụ Tiết, nói không chừng có thể giúp được gì đó. Y thuật của anh ấy thật sự giỏi hơn cháu, hơn nữa còn là đại sư thực thụ, nhiều người trong bệnh viện cháu đều biết anh ấy, còn hay gọi anh ấy là Tần đại sư nữa. Trần Diên nói liền một mạch. Đại sư, ha ha ha, bây giờ đại sư lại không đáng tiền như thế sao? Chỉ một thằng nhóc hơn 20 tuổi đầu, lông còn chưa mọc đủ mà còn dám xưng đại sư. Giáo sư Tôn đây chắc còn chưa dám tự nhận nữa đấy. Vương Thước nói một cách khinh thường. Hừm, thật không giống em lúc nào, Tiểu Trần, thầy cho em theo thầy 2 năm, thấy em tư chất thông minh nên mới để bà cho em làm phó viện trưởng, em thật sự khiến thầy thất vọng quá rồi. Ăn nói hàm hồ, bướng bỉnh không nghe, đây chính là điều cấm kỵ nhất khi hành nghề y. Em lại còn dám thông đồng với loại người này ư? Tôn Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, ông ta hoàn toàn không quan tâm đến câu trả lời của Trần Diên. Thầy, Tần Lâm thật sự rất giỏi, rất nhiều người trong bệnh viện đều nể phục và gọi anh ấy là Tần Đại Sư, không phải giống như những gì thầy nói đâu. Trần Diên cúi đầu nói, cảm thấy uất ức thay Tần Lâm. Đủ rồi. Còn dám dẻo miệng, thật là không biết tốt xấu, hừm, nếu như không vì cần em làm trợ lý để phải phẫu thuật cho ông cụ Tiết, thì thầy đã sớm đuổi em ra ngoài rồi. Tôn Vô Kỵ nói với vẻ độc đoán, bao năm qua chưa từng có ai làm trái ý ông ta, chất vấn là đồng nghĩa với việc thách thức uy quyền của ông ta, nhà họ Tiết có thể từ thủ đô đến đây để chữa bệnh, vậy nên cũng là minh chứng cho thực lực và thân phận của ông ta. Ông Tiết Lương, vậy là đang không tin y thuật của tôi sao? Tiết Lương cười khổ lắc đầu. Thôi bỏ đi, tôi ra ngoài trước đây, các người đừng hối hận là được. Phẫu thuật mở sọ sẽ ép máu thần kinh tăng vọt, khiến người bệnh thập tử nhất sinh. Tần Lâm nhìn sang Trần Diên, điềm đạm nói, sau đó quay lưng rời khỏi phòng bệnh. Tên nhóc, cậu dám chửi ẻo tôi à? Ông Tiết, ông nhìn đi. Vương Thước chỉ vào Tần Lâm, mắng. Thật xin lỗi anh bạn trẻ, cậu nên rời khỏi đây thì hơn. Tiết Lương lắc đầu. Nhìn sang Tần Lâm rồi trầm giọng hắng một tiếng, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Tần Lâm chợt nhíu mày, người phụ nữ này liên tục nói những lời thô lỗ, nếu như không phải Trần Diên đã nhắc trước đó, nhà họ Tiết có ơn với cô thì Tần Lâm sớm đã cho bà ta ăn tát rồi. Sau này, em tránh xa cậu ta một chút, nếu không sẽ không tốt cho sự nghiệp của em đâu, trong bệnh viện không biết có bao nhiêu người đang nhìn vào cái ghế của em đấy. Lúc trước nếu như không có thầy tiến cử thì với năng lực của em sao ngồi được vào ghế phó viện trưởng. Em đừng có phụ sự kỳ vọng của thầy. Tôn Vô Kỵ lạnh lùng nói, tên nhãi này dám chất vấn ông ta, điều này là nỗi sỉ nhục lớn nhất đời ông ta. Tôn Vô Kỵ hành nghề y bao năm, chưa từng có một ai dám nói như vậy với ông ta. Vương Thước lạnh lùng cười, mặt đầy vẻ khinh bỉ. Đúng vậy, Tiểu Diên, cô đừng có không biết điều, nếu không phải vì nể mặt ông Tôn. Vừa rồi tôi đã gọi người vứt cậu ta ra ngoài rồi, hừ hừ, số muối ông Tôn từng nếm khẻo còn nhiều hơn số gạo cậu ta từng ăn đấy, cái loại người tự cao tự đại này sao có thể được xứng với cái danh đại sư. Đúng là hài hước mà, nghĩ mình cùng đẳng cấp với ông Tôn sao, đợi 100 năm nữa đi. Được rồi, giáo sư Tôn, không biết lúc nào giáo sư Tôn có thể bắt đầu chữa bệnh cho bố tôi. Tiết Lương trầm giọng nói, lo lắng cho bố mình, mặt ông ta đầy vẻ không vui. Bệnh cho bố ông ta càng ngày càng nặng, điều này đối với nhà họ Tiết mà nói thì chính là đả kích rất lớn, một khi bố ông ta gặp phải chuyện gì thì chính là sấm sét giữa trời quang. Tôn Vô Kỵ nghiêm túc nói. Tôi chuẩn bị ngay đây, Tiểu Diên, thông báo cho phòng phẫu thuật chuẩn bị cấp độ 1, em cũng đến trợ giúp cho thầy đi. Vâng thưa thầy. Trần Diên gật đầu, mặc dù trong lòng đầy khó chịu nhưng dù sao cũng là thầy mình, cô ấy cũng chỉ dám giận chứ không dám nói. Hy vọng ông cụ Tiết có thể thuận lợi vượt qua nguy hiểm. Trần Diên vội vàng chuẩn bị phẫu thuật, không dám sơ suất. Chưa đến 10 phút sau, Tiết lão gia được đẩy vào phòng phẫu thuật. Vương Thước lại nhảy không ngừng trước cửa phòng phẫu thuật.
hy vọng bố sẽ vượt qua cơn hiểm nghèo, nếu không sợ rằng nhà họ Tiết sẽ. Câm mồm, em thấy anh chưa đủ mệt mỏi à? Tiết Lương trầm giọng nói, Vương Thước đỏ mặt, không dám nói gì nữa, bây giờ người đau buồn nhất chắc chắn là người đàn ông của bà ta Tiết Lương. Nhà họ Tiết đứng thứ nhất thứ hai ở thủ đô, đến đời bọn họ, vẫn chưa có ai nhận được sự công nhận của bậc bề trên. Nếu như bố qua đời thì sẽ là đả kích chí mạng với bọn họ, địa vị của nhà họ Tiết sẽ tụt dốc không phanh. Tiết Lương và Vương Thước như ngồi trên đống lửa. Khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở ra, Trần Diên kích động nói. Chú Tiết, dì Vương, Tiết lão gia, ông cụ có lẽ không qua nổi. Cái gì, cô câm miệng cho tôi. Phỉ phui cái miệng cô nói cái gì vậy? Trong mắt của Vương Thước co rút lại, bà ta còn lo lắng hơn cả Tiết Lương, nếu như bố chồng qua đời thì cuộc sống phú bà của bà ta cũng không còn nữa. Tiết Lương xông ngay qua Trần Diên, chạy vào trong phòng phẫu thuật, bố ông ta lúc này đang nằm trên bàn phẫu thuật, đầu Tôn Vô Kỵ đầy mồ hôi, mặt mày hoảng loạn. Xin lỗi ông Tiết Lương, tôi đã cố hết sức rồi, nhưng ông cụ vẫn chảy máu không ngừng, bây giờ đã rơi vào trạng thái sốc. Ca phẫu thuật não vốn không phải chuyện đùa, lần này e rằng Tiết lão gia. Tôn Vô Kỵ mặt đầy bi thương, Tiết lão gia là danh tướng công thần nổi tiếng của Hoa Hạ, mình lại khiến ông cụ chết, đây là vết nhơ khó xóa nhất cuộc đời ông ta, trong lòng ông ta đầy áy náy khó chịu. Ông nói linh tinh, bố tôi chưa chết, bố tôi không chết được, Tôn Vô Kỵ, ông là đồ lăng băm, ông trả lại mạng cho bố tôi. Nếu không tôi giết chết ông. Vương Thước khoa tay múa chân. Xông đến trước mặt Tôn Vô Kỵ, dương nanh múa vuốt. Bố chồng là trụ cột của nhà họ Tiết, là cánh tay của đất nước, ông cụ ngã xuống thì nhà họ Tiết sẽ thực sự trở thành gia tộc lụi bại của thủ đô, những ngày ăn chơi của bà ta ở thủ đô cũng chấm hết. Bà làm cái gì thế? Tôi cũng hết cách rồi. Tôn Vô Kỵ bị Vương Thước cào mà mặt chảy đầy máu, ông ta nổi giận. Đúng là loại phụ nữ đanh đá. Không biết lý lẽ. Trên cái mặt già của Tôn Vô Kỵ lúc này đầy vết cào, rõ ràng là bị Vương Thước cào cho loang lổ đầy vết máu, ngay cả Trần Diên cũng không cản nổi. Nhưng Tôn Vô Kỵ tự biết mình có lỗi, khiến cho Tiết lão gia chết, điều này đối với ông ta mà nói là nỗi hổ thẹn cực lớn. Sau này truyền ra ngoài, không biết sẽ bị bao người cười chê, mặc dù ông ta đã ở ẩn rồi, nhưng lần này ra mặt, cái gọi là tiếp nối chuỗi ngày huy hoàng không còn, chỉ in thêm được mấy vết mực đen thôi. Sắc mặt Tiết Lương lạnh vô cùng, mặt xám như tro, bố ông ta đã thực sự ra đi rồi sao? Đủ rồi, cút hết ra ngoài cho tôi. Trần Diên thấp thỏm nói. Chú Tiết hay là, để bạn trai cháu thử xem, khéo có thể cứu sống được ông cụ Tiết đấy. Hả? Tim Tiết Lương rung lên, lúc trước Tần Lâm đã nói rồi, nếu như phẫu thuật não thì ông cụ sẽ chỉ có 1/10 cơ hội sống, chẳng nhẽ Tần Lâm thực sự có bản lĩnh cao siêu sao? Trần Diên mặc dù y thuật không lợi hại bằng ông Tôn nhưng cũng được coi là học trò chân truyền của ông Tôn, nếu không có thể sẽ không thể ngồi được vào cái ghế phó viện trưởng, ngay cả cô ấy cũng là người có nhiều bí mật, biết đâu Tần Lâm lại có cách nào khác. Cũng chỉ còn tia hy vọng này, lúc này Tiết Lương đã không còn có lựa chọn nào khác, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của ông ta rồi. Tìm cậu ta. Để em đi. Vương Thước xung phong đi tìm, bà ta xông ra khỏi phòng phẫu thuật, tìm Tần Lâm. Cuối cùng cũng tìm được anh đang ở cuối hành lang. Cậu mau chữa bệnh cho bố tôi, chẳng phải cậu có cách sao? Mau đi thôi. Vương Thước chạy đến nói, bây giờ phải tranh đoạt từng giây từng phút, chỉ cần nhỡ một khắc thôi thì bố chồng bà ta cũng sẽ phải an giấc ngàn thu, vậy nên Vương Thước không dám chậm trễ. Tần Lâm ngẩng đầu nhìn Vương Thước, không quan tâm. Tôi không rảnh, không nhìn thấy tôi đang hút thuốc à? Lời Tần Lâm khiến sắc mặt Vương Thước lập tức trở nên khó coi. Cậu muốn chết à, bố tôi đang trong cơn nguy hiểm, mà cậu vẫn còn tâm tình ở đây hút thuốc à? Vương Thước tức giận nhìn Tần Lâm, thằng nhãi này không phải người à, muốn chết sao? Bố bà gặp nguy hiểm thì liên quan gì đến tôi? Cũng đâu phải do tôi chữa, sinh tử có số, phú quý tại trời, sống chết của ông cụ cũng đâu phải chuyện của tôi. Tôi hút thuốc thì làm phiền bà à, không muốn nhìn thì đừng nhìn. Đây là khu hút thuốc của bệnh viện. Tần Lâm lạnh lùng nói, vẻ mặt thản nhiên. Cậu muốn chết. Vương Thước mặt mày đen xì, chưa có ai dám nói chuyện với bà ta như thế. Ở thủ đô này, bà ta là phu nhân có tiếng số 1 số 2. Ai gặp bà ta cũng phải tôn trọng mà gọi một tiếng Tiết phu nhân.
bây giờ tên nhãi này dám không coi bà ta ra gì, sao mà nhịn nổi chứ, người ngoài mà biết thì chắc cười bà ta chết mất. Vương Thước cảm thấy mất mặt quá, bà ta kiêu ngạo, hất hàm nhìn Tần Lâm. Hôm nay cậu phải đi, không muốn đi cũng phải đi. Bố tôi mà chết thì cậu cũng phải đền mạng. Vương Thước hung hăng nói. Còn có luật lệ không? Ha ha ha, đúng là buồn cười, bà nói cái gì là tôi phải nghe cái đấy à? Bà đuổi tôi đi, bây giờ lại bắt tôi quay về chữa bệnh cho bố bà. Xin lỗi, tôi không chữa nổi. Tần Lâm lạnh lùng nói, lời lẽ nhằm vào Vương Thước, không hề sợ hãi. Người đâu, mau đến bắt cậu ta đi. Vương Thước hét lớn, bốn người đàn ông tiến đến, xông vào dồn Tần Lâm lại, dùng tốc độ nhanh như sét đánh để đè Tần Lâm xuống. Tần Lâm chuyển động cơ thể, bả vai hích một cái, trong nháy mắt tránh được cả bốn tên thanh niên mặc đồ đen, bóng người như gió, tốc độ nhanh như sét đánh, bước chân nhanh nhẹn khiến cho cả bốn tên kia đều không bắt được. Trong nháy mắt, Tần Lâm đã đứng trước mặt Vương Thước, dường như là mặt đối mặt, hai người gần trong gang tấc. Vương Thước sợ đến mức suýt ngã xuống đất. Cậu làm gì vậy? Người nói câu này nên là tôi, bà muốn làm gì vậy? Chẳng nhẽ muốn trói tôi lại rồi đưa đi à? Tần Lâm quay đầu, lạnh lùng nhìn bốn tên mặc đồ đen, sắc mặt bọn họ thay đổi, không ngờ Tần Lâm lại mạnh đến vậy, thoát cái đã thoát được bọn họ, đây thực sự là cao thủ của cao thủ. Cả bốn tên mặc đồ đen nhìn Vương Thước đang hoảng sợ, lại ra tay, cố gắng ép Tần Lâm lại. Dừng tay! Tiết Lương mắng lớn, bốn tên mặc đồ đen cúi đầu lùi lại, nhanh chóng rút lui. Vương Thước buồn bực nói. Chồng, cậu ta bắt nạt em, cậu ta dám bảo không chữa bệnh cho bố, vì bố chúng ta chỉ có thể trói cậu ta lại đưa đi. Trần Diên lo lắng nhìn anh. Anh Tần, Tiết lão gia đang trên bờ vực của sự sống, mong anh cứu ông cụ. Tần Lâm lạnh lùng nói. Cứu ông cụ thì được thôi, nhưng bà nhất định quỳ xuống xin lỗi tôi. Trong mắt Vương Thước co rút lại, nhìn chằm chằm vào Tần Lâm. Cái gì, bắt tôi quỳ xuống xin lỗi? Tên nhãi, cậu có tin tôi giết cậu không? Tiết Lương và Tần Lâm bốn mắt nhìn nhau. Nếu như cậu có thể chữa khỏi được cho bố tôi thì tôi có thể bắt cô ấy quỳ xuống. Chồng! Vương Thước nghiến răng, nhìn Tần Lâm, hận không thể cắn một miếng thịt của anh, bản thân là phu nhân thủ đô, bà ta chưa từng phải chịu tủi nhục thế này. Trần Diên lại khẩn cầu anh. Anh Tần, hay là anh chữa bệnh cho Tiết lão gia trước đi, cứu người cũng gấp như cứu hỏa vậy. Được. Tần Lâm gật đầu, nếu như không nể mặt Trần Diên thì anh chắc chắn sẽ không ra tay, với lại bà Vương Thước khinh người này còn muốn giết anh nữa. Đúng là buồn cười. Bà nhất định phải quỳ trước mặt tôi nhận lỗi. Tần Lâm quay người, bình tĩnh đi vào phòng phẫu thuật. Trong phòng phẫu thuật, Tôn Vô Kỵ đang lo lắng cầm máu cho Tiết lão gia, nhưng bây giờ mất máu quá nhiều. Ông cụ đã rơi vào trạng thái sốc, Tần Lâm cũng nói từ trước về nguy hiểm của phẫu thuật não, nhưng Tôn Vô Kỵ không quan tâm, bây giờ rơi vào tuyệt cảnh, mặt ông ta đầy lo lắng. Đương nhiên Tôn Vô Kỵ không chỉ lo lắng về Tiết lão gia mà cái quan trọng hơn là danh tiếng của ông ta, đang được người người khen ngợi, đột nhiên xảy ra chuyện này thì cũng khá khó chịu. Tên nhóc, cậu có chắc mình chữa khỏi được cho Tiết lão gia không? Chém gió không sợ chết, cậu nghĩ mình thực sự là thần y à? Hoa đà tái thế, biển thước sống lại còn chưa chắc chắn chữa khỏi, cậu là cái gì chứ? Người khác gọi cậu là Tần Đại Sư mà cậu cho rằng mình thật sự là Đại Sư à? Tôn Vô Kỵ nhìn Tần Lâm, trong mắt ông ta, bây giờ đã là thời khắc nguy hiểm nhất rồi, ông cụ không còn cơ hội khỏi bệnh nữa, cho dù có cầm máu thì nguy hiểm của ca phẫu thuật não bọn họ vẫn không chịu nổi vẫn còn và bọn họ không xử lý nổi, lần phẫu thuật này, cuối cùng vẫn do ông ta chịu trách nhiệm. Chưa nghe câu này à? Học không có trước sau, người giỏi làm thầy. Cả đời ông đều học từ chó à. Ông không chữa khỏi có nghĩa là ông không chữa được. Cái loại lang băm như ông, làm hại tính mạng người khác, còn dám tự gọi mình là giáo sư, đúng là khiến người khác xấu hổ. Lời Tần Lâm khiến Tôn Vô Kỵ tức đến mức lông dựng ngược lên, mặt đầy giận dữ, tức đến mức sắp không chịu nổi. Tôn Vô Kỵ hét lớn. Được, 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 tôi muốn xem. Cậu cứu Tiết lão gia sống dậy từ cõi chết như thế nào, hừ, nếu như cậu không chữa khỏi thì chuyện này không liên quan đến tôi, Tiết lão gia là do cậu chữa mà chết. Tần Lâm cười khẩy trong lòng, mượn nước đẩy thuyền, Tôn Vô Kỵ này còn không muốn chịu trách nhiệm mà muốn đổ hết lên đầu anh. Nếu cậu đã thể hẹn như vậy, nếu cậu chữa khỏi thì tôi sẽ dập đầu bái cậu làm sư.
Tôn Vô Kỵ mặt mày âm trầm, đang muốn nhằm vào Tần Lâm. Ông ta đường đường là ngôi sao sáng trong giới y học, là giáo sư có tiếng, lúc trước từng là viện trưởng của bệnh viện, sao có thể không bằng một tên nhãi được. Có điều lúc này đúng lúc có thể đẩy họa cho cậu ta, chẳng phải cậu ta thích khoe tài sao. Tôi muốn xem cậu ta chữa không khỏi cho Tiết lão gia, nhà họ Tiết có bỏ qua cho cậu ta không? Vậy thì chẳng phải em trở thành học trò của tôi sao? Tần Lâm nhìn Trần Diên đỏ bừng mặt, liếc nhìn Tần Lâm. Trần Diên trầm giọng nói. Mau khám cho Tiết lão gia đi. Mau chữa đi, tôi muốn xem cậu có phương pháp gì, rốt cuộc có đáng để tôi bái cậu làm sư không? Hừ hừ, cậu không sợ tổn thọ à? Trong mắt Tôn Vô Kỵ đầy vẻ khinh thường Tần Lâm là đang tự đào hố chôn mình, để anh chữa cho ông cụ, cuối cùng Tần Lâm mà khiến Tiết lão gia chết thì nhà họ Tiết sẽ không xử lý ông ta, đây mới là điều khiến Tôn Vô Kỵ vui. Bản thân một đời dạng danh, cuối cùng vẫn giữ lại được thanh danh, đây đúng là tên không biết trời cao đất dày là gì, đúng là tuổi trẻ thích liều. Tất cả đều dựa vào cậu Tần. Giọng Tiết Lương nghiêm trọng, hy vọng của bố ông ta. Hưng suy của nhà họ Tiết đều dựa vào Tần Lâm, mặc dù cơ hội rất mong manh, nhưng cho dù chỉ có chút le lói, ông ta vẫn sẽ không bỏ qua. Tần Lâm gật đầu, rút ra 9 cây kim bạc mà anh mang theo, có cái dài có cái ngắn, có cái thô có cái mảnh, cái dài nhất chắc phải dài gần 1 mét. Cậu chơi cái gì vậy? Kim bạc dài 1 mét mà mang theo người á? Có vi khuẩn không vậy? Cậu muốn dùng cái này để châm vào người bố tôi à? Cậu điên hả? Vương Thước hung dữ, cảm thấy Tần Lâm đang làm trò, 9 cây kim bạc trông hoàn toàn khác nhau, không có quy tắc gì, đây đâu phải là kim bạc để chữa bệnh cứu người. Câm miệng, cút ra cho tôi. Tiết Lương nhíu mày, bây giờ cơ hội của bố ông ta còn rất mong manh, phải tranh thủ từng giây từng phút, con đàn bà ngu này thì cứ ở đây đưa lời, nếu như ngay cả cơ hội cuối cùng còn không giành được thì bọn họ chắc chắn thất bại. Mất đi người bảo hộ đời trước, nhà họ Tiết chắc chắn sẽ sụp đổ. Trong cái thủ đô bão táp này, không ai có thể thịnh mãi không tàn, nhưng sự tồn tại của bậc bề trên là ánh sáng cuối cùng của gia tộc, bất kỳ ai, bất kỳ gia tộc nào cũng không phải ngoại lệ. Vương Thước vừa ấm ức vừa tức giận, nhưng chồng đã nói rồi, bà ta cũng không dám không nghe, hơn nữa bà ta cũng sợ đến mức tim nhảy lên cổ họng rồi. Phương pháp châm cứu này. Trần Diên có hơi không hiểu, cô ấy không ngờ Tần Lâm lại có thể dùng được nhiều phương pháp châm cứu như vậy. Hơn nữa cây kim bạc này dài tận 1 mét, vậy mà cũng có thể đem theo người à? Có dài có ngắn, ha ha ha, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy phương pháp châm cứu này của cậu, thú vị đấy, chỉ mong cậu sẽ không khiến cho ông Tiết thất vọng. Lời của Tôn Vô Kỵ rõ ràng đang giễu cợt Tần Lâm, đối với ông ta mà nói, Tần Lâm chẳng là cái thá gì, anh trẻ như vậy, sao có thể cứu người từ cõi chết? Nếu mà làm được thì y thuật mấy chục năm của bản thân đúng là học từ chó rồi. Đây chỉ là do ông thiếu hiểu biết, học y thuật mà không hiểu gì. Tần Lâm lạnh lùng nói, nhanh chóng châm cứu, dùng 2 cây kim bạc đâm vào cạnh huyết thái dương trên cổ Tiết lão gia, trong nháy mắt, máu của ông cụ ngừng chảy. Tôi muốn xem cậu còn có thể kiêu ngạo đến lúc nào. Tôn Vô Kỵ khinh thường Tần Lâm, chữa không khỏi được cho Tiết lão gia, nhà họ Tiết chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu, dám dương oai diễu võ với tôi muốn xem cậu giả vờ được đến lúc nào. Nhưng tốc độ của Tần Lâm rất nhanh, nằm ngoài dự đoán của Tôn Vô Kỵ, xuyên chỉ y tế vào kim, bắt đầu khâu lại vết thương, chưa đến 10 nhịp thở, anh đã xử lý xong vết thương. Ánh mắt Tôn Vô Kỵ dần dần nghiêm trọng, mặc dù khẩu khí của Tần Lâm không nhỏ nhưng anh chuẩn bị rất toàn vẹn, hơn nữa trong nháy mắt đã khâu được vết thương và cầm máu. 2 cây kim kia khiến Tôn Vô Kỵ vô cùng hiếu kỳ, ông ta chưa nhìn thấu được tinh hoa của 2 cây kim bạc ấy. Mặc dù ông ta cũng từng xem qua toàn bộ Đông Tây Y nhưng 2 cây kim của Tần Lâm lại khiến ông ta phải suy nghĩ. Có điều động tác của Tần Lâm vẫn không hề chậm lại, hơn nữa bắt đầu nhanh lên, 9 cây kim bạc, thô, mảnh, dài, ngắn, không hề giống nhau, nhưng phương pháp của Tần Lâm lại rất đặc biệt, anh nghiên cứu rất nhanh, chuẩn, mạnh, và cũng rất kỹ lưỡng. Trần Diên xem rất tỉ mỉ, sợ bỏ qua chi tiết nào đó, thực lực của Tần Lâm, người khác không biết nhưng cô lại từng thấy. Nếu không bản thân cũng sẽ không bị Tần Lâm hấp dẫn, chỉ dựa vào y thuật đã thắng được tim cô. Chưa đến 1 phút sau, Tần Lâm đã cắm 8 cây kim bạc xuống, chỉ còn lại 1 cây, cắm theo thiên linh huyệt, cắm thẳng vào cơ thể Tiết lão gia, cuối cùng tất cả đều không đâm vào giữa. Kim bạc cầm máu, thô mảnh khác nhau,
9 cây kim bạc này chẳng lẽ là cửu châm trong Hoàng đế nội kinh? Tôn Vô Kỵ không kìm được mà buột miệng nói ra, ông ta trợn to mắt, nhìn về Tần Lâm, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Cửu châm, đây đúng là cửu châm. Trần Diên kinh ngạc hỏi. Thầy, cửu châm là cái gì? Không chỉ Trần Diên mà ngay cả Tiết Lương cũng hiếu kỳ, cửu châm này lợi hại đến vậy sao? Ngay cả mặt Tôn Vô Kỵ cũng lộ ra sự kinh ngạc, rõ ràng là khó thể tưởng tượng nổi. Tiết Lương nói. Mời giáo sư Tôn giải thích nghi vấn. Cửu châm là một trong những phương pháp châm cứu thần kỳ nhất trong Hoàng đế nội kinh, được truyền từ thời thượng cổ, mặc dù vẫn luôn được lưu truyền đến ngày nay, nhưng cụ thể thật hay giả thì không ai biết. Hơn nữa nghe nói mấy trăm năm rồi chưa có ai sử dụng, bây giờ đã không có cách nào kiểm chứng nữa. Hoàng đế nội kinh là tấm bia đặt nền móng cho lý luận đông y hiện đại, có thể nói cho dù là Thương Hàn Tạp Bệnh Luận của Trương Trọng Cảnh hay là Bản Thảo Cương Mục của Lý Thời Chân, hay là Thiên Kim Phương của Tôn Tư Mạc, thì đều liên quan đến Hoàng đế nội kinh, tuy nhiên người thực sự có thể hiểu được Hoàng đế nội kinh lại chẳng có mấy. Cho nên truyền kỳ về cửu châm vẫn không mấy người biết, nhưng truyền thuyết của cửu châm lại chưa bao giờ hết, là tinh hoa trong Hoàng đế nội kinh, cửu châm cắm vào tất cả huyệt vị của người bệnh, mặc dù chỉ có 9 cây kim bạc nhưng độ dài không giống, thô mảnh khác nhau, tạo nên rất nhiều sự biến hóa về phương pháp châm cứu, đâm vào một phân là một kiểu, đâm vào một tấc là 10 kiểu. 10 kiểu này lại có 9-9-80 kiểu biến hóa khác nhau, trông có vẻ đơn giản nhưng thực ra có hàng nghìn kiểu biến hóa. Chỉ một cây kim đâm vào một huyệt đã có mấy chục phương pháp biến hóa, muốn hoàn toàn nắm bắt tinh hoa của 9 cây kim là chuyện rất khó khăn. Trông có vẻ đơn giản, trên thực tế thì muôn vàn, một bộ cửu châm có thể cứu người chết sống lại là chuyện bình thường, mấy người không hiểu, căn bản không hiểu được cửu châm đáng sợ như thế nào. Tôn Vô Kỵ kích động nói. Phương pháp châm cứu của Tần Lâm khiến ông ta vô cùng kích động, nhưng chỉ nhìn việc châm cứu này đã có thể thu được biết bao lợi ích rồi, ông ta căn bản không học được nghệ thuật dùng châm của Tần Lâm, bác đại tinh thâm của cửu châm mới là điển hình của y học Hoa Hạ. Cả đời ông ta đã đọc qua hết Đông Tây Y, nhưng vẫn chưa trở thành một bậc thầy đích thực, nhưng ông ta vẫn cảm thấy xúc động với cửu châm này, với y thuật truyền kỳ của Hoa Hạ. Cửu châm mạnh như vậy, có thể cứu sống người từ cõi chết, thực sự lợi hại đến vậy sao? Thầy ơi, thầy không phóng đại chứ? Mặc dù Trần Diên biết y thuật của Tần Lâm rất lợi hại, nhưng không ngờ y thuật của anh lại lợi hại đến mức này, chỉ với cửu châm mà có thể khiến Tôn Vô Kỵ kích động đến thế, trước giờ ông ta vẫn luôn coi thường và giễu cợt anh, giờ thì không còn nữa. Tôn Vô Kỵ chân thành nói. Em nghĩ gì chứ, cửu châm là bí thuật kim bạc đã thất truyền từ lâu, sao em có thể biết được? Phù! Tiết lão gia nôn ra máu, trong một khắc kia. Tinh thần của tất cả mọi người đều chấn động, đặc biệt là Tôn Vô Kỵ, một ngụm máu này của Tiết lão gia cũng được coi là đã ra được khỏi quỷ môn quan. Tần Lâm đã kéo được Tiết lão gia khỏi đó, ngay cả Diêm Vương cũng phải kính anh ba cái, phương pháp này Tôn Vô Kỵ biết, bản thân từ đầu đến cuối đều chịu thua. Tôn Vô Kỵ nhìn Trần Diên, hít một hơi lạnh, ánh mặt đầy kinh ngạc và vui mừng. Anh Tần thực sự cứu sống Tiết lão gia rồi. Đối với Tôn Vô Kỵ mà nói, được nhìn thấy cửu châm này là một điều vô cùng vui vẻ, đối với một bác sĩ mà nói, đó là vinh dự cỡ nào, còn sống mà thấy được cửu châm thì chết cũng có thể nhắm mắt. Vương Thước xông lên đầu tiên, trong mắt đầy vẻ vui mừng. Tỉnh rồi, bố tỉnh rồi sao? Môi Tiết Lương khẽ nhúc nhích, trong mắt lóe lên ánh sáng, bố mình cuối cùng cũng sống rồi. Bố! Vương Thước nắm lấy tay Tiết lão ra, kích động nói. Bố nói gì đi, bố! Tần Lâm lạnh lùng nói. Mặc dù Tiết lão gia đã tỉnh nhưng không chịu nổi sự dày vò của bà đâu. Vương Thước nói. Đừng tưởng rằng cậu chữa khỏi cho bố tôi là có thể kêu la òm sòm trước mặt tôi, cậu nghĩ cậu là ai? Bốp! Tiết Lương cho Vương Thước một cái tát, mặt bà ta lập tức sưng vù lên, nước mắt Vương Thước lốp bốp nhỏ xuống, bà ta buồn bực nhìn Tiết Lương, cứ như là phải chịu nhiều tủi nhục lắm. Cút ra ngoài! Tiết Lương khẽ quát. Ông ta nhìn Vương Thước lâu lắm rồi, không cần Tần Lâm ra tay, ông ta cũng không nhìn nổi nữa. Bố gặp nguy hiểm mà bà ta cứ ở bên không ngừng lải nhải, trông có vẻ lo lắng, thực ra là sợ địa vị của bản thân bị lay chuyển, Tiết Lương còn không biết chắc. Ông cụ là trụ cột của nhà họ Tiết, vậy nên nhất định không thể đổ được, bà ta sợ nửa đời sau sẽ mất đi chỗ dựa. Mong Tần Đại Sư nhận một lạy của tôi. Tiết Lương khom người, cúi đầu trước Tần Lâm. Tần Lâm lạnh nhạt nói.
không cần đa lễ, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, mạng Tiết lão gia chưa tuyệt, vẫn còn có thể sống tiếp được 20 năm. Không sao cả, cậu Tần mới là quý nhân của cô nên cảm ơn cậu ấy mới đúng, vậy thì tôi không làm phiền cậu Tần nữa, có chuyện gì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào cũng được, nhà họ Cung tôi ở tỉnh thành cũng có chút uy quyền. Cung Thiếu Lâm để lại số điện thoại cho Tần Lâm. Đúng rồi cậu Tần, Sâm Vương trăm năm mà trước đây cậu nhờ bố tôi tìm giúp đã tìm thấy rồi. Cung Thiếu Lâm nói với vẻ mặt nghiêm túc. Đây là chuyện tốt, ở đâu thế? Mắt Tần Lâm sáng rực lên, trước đây đúng là anh có nhờ chú Cung tìm củ Sâm Vương trăm năm, cơ thể của bản thân vẫn chưa trở về trạng thái đỉnh cao, chỉ khi nào tìm được một củ nhân sâm trăm năm mới có thể khiến tinh, khí, thần của anh bình phục trở lại. Mặc dù sư phụ vô cùng lợi hại nhưng tinh khí thần của cơ thể vẫn cần phải bổ khí dưỡng nguyên thì mới có thể từ từ đạt đến trạng thái tốt nhất, vì cứu chú hai mà Tần Lâm đã hy sinh quá nhiều, nhưng chỉ cần tìm được Sâm Vương trăm năm anh tin sức mạnh của bản thân sẽ lên một tầm cao mới, hơn nữa sẽ không cần phải lo lắng sau này xảy ra chuyện tương tự, một củ Sâm Vương trăm năm là bảo bối hiếm có trên thế giới. Nhân sâm mà lúc đầu anh đưa cho Vãn Nhi chỉ có tuổi đời mấy chục năm thôi, hơn nữa cũng chưa chắc đủ năm đủ tháng. Lần này xem ra ông trời đã giúp đỡ cho anh rồi. Tần Lâm thề rằng nhất định phải lấy được Sâm Vương trăm năm. Ở khu vực núi Trường Bạch, Đông Hải, Cung Thiếu Lâm cười gượng. Có thể cần cậu Tần đích thân đi một chuyến. Vậy được, anh đưa phương thức liên lạc và địa chỉ của anh cho tôi sẽ đích thân đi một chuyến. Tần Lâm nghĩ một lát rồi nói. Trường Bạch là quê hương của tôi có thể dẫn anh đi. Mộc Tâm Lan hào hứng nói. Vậy thì tốt quá. Tần Lâm rất ngạc nhiên, anh luôn tò mò về núi Trường Bạch, trong rừng rậm nguyên sơ có vô số loài thuốc quý hiếm, thực sự là phúc địa của người hành nghề y, từ lâu anh đã muốn đến tìm hiểu một chuyến. Thật hả, vậy cô dẫn đường cho cậu Tần đi, không cần đi làm, tôi sẽ giữ chức cửa hàng trưởng cho cô. Cung Thiếu Lâm vội nói. Tôi đã gửi số điện thoại, địa chỉ vào điện thoại của cậu Tần rồi. Sau khi Cung Thiếu Lâm căn dặn, chào Tần Lâm một tiếng rồi quay người rời đi. Anh Tần, cảm ơn anh. Sau khi chủ tịch rời đi, Mộc Tâm Lan nở nụ cười vui vẻ an tâm. Không cần phải cảm ơn tôi, đây là điều cô đáng được nhận, cô tôn trọng người khác, đương nhiên cũng sẽ nhận được sự tôn trọng của mọi người. Tinh tinh. Đúng lúc này điện thoại của Mộc Tâm Lan reo lên, mặt cô hơi biến sắc. Cái gì, được, chị lập tức về ngay. Tiểu Lộ em đừng lo lắng, bây giờ chị sẽ về ngay. Mặt Mộc Tâm Lan trắng bệch không còn chút máu, vô cùng căng thẳng. Cô sao thế? Tần Lâm nhíu mày. Anh Tần chắc tôi không thể đưa anh đi núi Trường Bạch được, bố tôi sắp không qua khỏi rồi, tôi phải về gặp mặt ông ấy lần cuối. Mộc Tâm Lan vô cùng rối bời, lúc nãy vẫn còn vui vẻ, bây giờ lại giống như mưa bão ập xuống vậy. Tôi là bác sĩ, để tôi đi cùng cô một chuyến vậy. Cô đã đồng ý dẫn tôi đi núi Trường Bạch rồi, tôi cũng không thể không báo đáp lại ân tình này. Tần Lâm nói. Cảm ơn anh Tần, vậy thì phiền anh quá. Tôi phải về ngay nếu không tôi sợ sẽ không gặp được bố lần cuối. Lúc này Mộc Tâm Lan chỉ muốn lao thật nhanh về núi Trường Bạch, nóng lòng được về nhà, cô cùng Tần Lâm đến sân bay. Đất Hoa Hạ rộng lớn mênh mông, núi non thần kỳ nhiều vô kể. Tần Lâm rất tò mò về núi Trường Bạch. Thiên Trì. Rừng nguyên sinh, truyền thuyết xa xưa thần bí đã thu hút anh. Anh nóng lòng muốn tìm được Sâm Vương trăm năm để trở lại thời kỳ đỉnh cao, sức lực tăng mạnh mẽ, tinh khí thần dồi dào gấp bội. Đối với một người bác sĩ mà nói, tinh khí thần vô cùng quan trọng, người có thể bị quật ngã nhưng tinh thần khí thì không thể. Tần Lâm cùng Mộc Tâm Lan đi máy bay trở về quê nhà ở Đông Bắc, trong một thôn trang dưới chân núi Trường Bạch. Có điều nơi đây cách núi Trường Bạch rất xa. Không có địa điểm thu hút du lịch, chỉ dựa vào rừng rậm và núi lớn, nối liền với dãy núi Trường Bạch, nơi đây chỉ là một ngôi làng bình thường mà thôi. Khi vào trong làng, Tần Lâm liền cảm nhận được nét văn hóa, phong tục tập quán đậm đà bản sắc dân tộc ở nơi đây. Có một câu nói rất hay, Đông Sơn có ba bảo vật là nhân sâm, da trồn, cỏ yêu lơ, ba điều kỳ lạ ở nơi đây là giấy cửa sổ dán ở bên ngoài, văn hóa độc đáo, phong tục tập quán khác biệt. Tất cả đều là những đặc điểm nổi bật của Đông Sơn. Anh Tần, phía trước là nhà tôi. Mộc Tâm Lan chỉ vào căn nhà ở sau cùng, cô ấy rất sốt ruột, vô cùng lo lắng, bố tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, con gái yêu của bố về rồi đây.
vừa vào trong sân liền nhìn thấy có không ít người túm tụm ở trước cửa, là bà con trong thôn làng cùng với người thân trong gia đình, lòng Mộc Tâm Lan như lửa đốt. Tâm Lan về rồi đây. Mau xem bố con đi. Đúng vậy, Tâm Lan về rồi, ông Mộc nhất định sẽ không sao đâu, yên tâm đi, có Tôn Đại Thần ở đây. Chả vậy thì sao, cô xem sau khi Tôn Đại Thần đến chẳng phải thần sắc của ông ấy đã đỡ hơn rồi sao? Nói đúng lắm, tôi thấy chắc là ông ấy bị Lão Hoàng làm mê muội rồi, chứ sao đang khỏe mạnh như thế mà lại đổ bệnh. Lão Hoàng, Hoàng Tử Bì, cách gọi chồn ở vùng Đông Bắc. Đám đông mồm năm miệng mười đua nhau nói. Lão Mộc chưa đến 50 tuổi, trước đây rất khỏe mạnh, có điều nửa năm trước đột nhiên đổ bệnh, người ngày càng gầy, thậm chí gầy như con cá mắm, người trong thôn gọi ông là khúc gỗ. Bố! Mộc Tâm Lan quỳ xuống bên cạnh giường sưởi, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Chị về rồi, lúc tỉnh bố luôn miệng nhắc đến chị. Mộc Tiểu Lộ đỏ mắt nói, dáng người cao gầy, trông hơi xanh xao, tầm 18-19 tuổi, là em trai của Mộc Tâm Lan. Con về rồi thì tốt, bố đang nhớ con đấy, lần này bệnh của bố con chắc chắn sẽ khỏi, Tôn Đại Thần cũng đến rồi. Dương Quế Hoa mẹ của Mộc Tâm Lan vỗ vai cô nói, con gái là người mà bố yêu thương nhất, bây giờ cả nhà đã ở bên nhau. Những người không liên quan đứng giạt sang một bên, nhanh lên. Tôn Đại Thần hừ lạnh lùng một tiếng rồi nói. Tâm Lan, cô mau đứng sang một bên, không thấy Tôn Đại Thần đang làm phép cho bố cô à? Đúng vậy, đừng làm phiền lão thần tiên, không phải ai Tôn Đại Sư cũng xem cho đâu. Tâm Lan qua đây đi, sau khi Tôn Đại Sư nhảy xong cho bố cháu, ông ấy sẽ khỏi thôi. Chị, mau tránh ra, mau lên. Mộc Tiểu Lộ cũng kéo chị sang một bên. Mộc Tâm Lan hơi sững sờ, cô biết chuyện gì đang xảy ra, Tôn Đại Thần là, lão thần tiên, xuất mã có tiếng khắp thôn làng, xuất mã có nghĩa là nhảy mời thần, đây là phong tục thường thấy của thế hệ người già Đông Bắc, nghe nói có tác dụng trừ yêu diệt ma, vẫn rất thịnh hành ở một số vùng nông thôn. Tần Lâm bất lực lắc đầu, bệnh của ông Mộc thực sự rất nghiêm trọng, hơn nữa ấn đường đen, xem ra bệnh tình đang nguy kịch, cái tục nhảy mời thần kia đúng là hoang đường. Cái này có thể chữa khỏi bệnh sao? Hay là đi bệnh viện đi? Mộc Tâm Lan nói. Đi bệnh viện, cháu ngốc à, bệnh viện là nơi lừa đảo, tốn tiền mà lại rước họa vào thân, chẳng phải là không có bệnh đi tìm bệnh sao? Đúng thế, bác thấy mấy năm nay cháu ở bên ngoài học nhiều đến ngu người rồi Tâm Lan à, cháu phải tin Tôn Đại Thần, cháu tưởng ai cũng được Tôn Thần y chữa bệnh cho sao? Cháu biết một lần nhảy mời thần tốn bao nhiêu tiền không? Đúng là không biết tốt xấu, học ngu người ra, chỗ bệnh viện lừa đảo có thể khám được gì chứ? Nhìn phát là biết ngay bố cháu vào núi bị Hoàng Tử Bì làm cho mê muội, đi bệnh viện gì chứ, vứt tiền qua cửa sổ à? Yên tâm đi Tâm Lan, Tôn Đại Thần nhảy cho bố cháu là ổn ngay, chỉ mất có 10.000 tệ thôi, nếu như đi bệnh viện, có 100.000 tệ cũng không chữa khỏi đâu. Bà con trong làng ở xung quanh liên tục khuyên ngăn. Cái gì, 10.000 tệ? Mặt Mộc Tâm Lan tái mét lại, mất 10.000 tệ để mời người làm lễ khiêu đại thần. Điên rồi à, cô ấy không tin vào quỷ thần, lúc nhỏ vì không hiểu chuyện nên thường xuyên bị người lớn hù dọa, nhưng bây giờ cô tin vào khoa học hơn. Sao thế, chê đắt à? Ha ha, nếu chê đắt thì tôi đi. Tôn Đại Thần cười khẩy nói, cổ đeo một đống chuỗi nhỏ, mặc một bộ hồng bào, mặt vẽ trông như quỷ vậy. Không có. Không có, Tôn Đại Thần ông tuyệt đối đừng hiểu nhầm, nhảy mời thần việc quan trọng, con gái tôi không suy nghĩ ăn nói linh tinh, mong ông đừng coi là thật, hi hi. Dương Quế Hoa vội kéo Mộc Tâm Lan lại, trừng mắt nhìn cô. Ông đúng là coi mạng người như cỏ rác, nhảy mời thần thực sự có thể chữa bệnh vậy thì cần đến bệnh viện làm gì chứ? Người bệnh đang rất nguy kịch. Tần Lâm lo lắng nói, nếu như không phải bố của Mộc Tâm Lan, anh còn lâu mới lo chuyện bao đồng. Anh là ai mà dám ăn nói ngông cuồng ở nhà tôi chứ? Anh muốn hại chết bố tôi đúng không? Chị, đây là người chị dẫn về sao? Em thấy chị với anh ta giống nhau, đều bị ma quỷ làm mê muội đầu óc rồi. Mộc Tiểu Lộ giận dữ nói. Đúng, tôi thấy người nhà các người đúng là độc ác, đây chẳng phải đẩy lão Mộc vào chỗ chết sao? Tôn Đại Thần cũng không chữa nổi cho các người đâu. Cái tên này ở đâu ra thế? Đến Tôn Đại Thần mà cậu cũng dám mạo phạm sao? Mau cút đi, nếu như lão Mộc có mệnh hệ gì, cậu chịu trách nhiệm nổi không? Đối diện với sự trách móc của mọi người, Mộc Tâm Lan cũng thấy bất lực. Anh Tần,
tôi xin lỗi. Cô cười ngược, mặc dù cô cũng biết nhảy mời thần là điều vớ vẩn nhưng lúc này hoàn toàn không ai để ý đến những lời hai người nói. Tôn đại thần, thực sự xin lỗi, con gái tôi không hiểu chuyện, ông mau bắt đầu đi. Dương Quế Hoa cúi đầu khom lưng cười nói. Hừ, đúng là không biết cái gì cả, nếu như không phải nể mặt Hoàng thiếu gia còn lâu tôi mới đến nhà các người, đã nhờ người thì đừng nghi ngờ mà đã nghi ngờ thì đừng có nhờ. Đắc tội với tôi là chuyện nhỏ, đắc tội với lão thần tiên thì cả nhà các người chết chắc. Tôn đại thần bực bội nói, lườm Tần Lâm và Mộc Tâm Lan một cái. Tôn đại thần đúng là rộng lượng, Tâm Lan, cô đúng là không biết nghe lời. Chẳng thế thì sao, Tôn đại thần, chúng ta đừng so đo với đám trẻ. Đúng là không biết cái gì. Mọi người chỉ trích tới tấp Tần Lâm và Mộc Tâm Lan. Lùi ra hết đi, tôi sắp mời lão thần tiên xuất hiện rồi. Tôn đại thần nghiêm nghị nói. Trước đây bố tôi kiểm tra ra là trong người kết sỏi, nguy hiểm đến tính mạng, người thường xuyên vào núi như ông ấy rất ít khi uống nước nên hay bị sỏi thật, hơn nữa còn ở những vị trí khác nhau trong cơ thể. Đây là bệnh nghề nghiệp ở nơi đây, gần như là, vô phương cứu chữa, hoàn toàn không giống với bệnh sỏi thận. Có một vài cục sỏi ở trong cơ thể người không thể nào loại bỏ hoàn toàn được, cuối cùng sẽ chết vì đau đớn, bố tôi đã bị nửa năm rồi, không biết cơ thể còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Tôi muốn mau chóng kiếm tiền chữa bệnh cho ông ấy. Vành mắt Mộc Tâm Lan ngấn lệ, cô đúng là một người con hiếu thảo. Tần Lâm đứng trong sân, bất lực nhìn đám người trong ngoài nhà. Nếu cứ như này chỉ làm bệnh tình thêm trầm trọng. Tần Lâm lắc đầu. Vậy tôi phải làm sao đây? Anh Tần, bố tôi còn có thể cứu được không? Mộc Tâm Lan kích động nắm lấy tay Tần Lâm. Cô đừng kích động quá, khám trước đã rồi nói. Tần Lâm đáp. Mộc Tâm Lan đỏ ửng mắt, cô cũng biết mình hơi đường đột, vội cúi đầu xuống. Túp lều chặn đường đi, 10 nhà thì có 9 nhà khóa cửa, chỉ còn một nhà chưa khóa, đốt hương đánh trống để tôi mời thần tiên. Hình như lão thần tiên sắp đến rồi. Lão tiên gia, tôi biết người sắp đến rồi. Đừng cãi cọ gây chuyện, có uy phong, sát khí nhiều, mang ít sát khí thôi, căn phòng nhỏ cắt lạp đa, người gõ không thể đụng vào, đụng phải quân tử còn dễ xử lý, đụng phải tiểu nhân hợp miệng lưỡi. Thông Thiên giáo chủ ngồi bên trên, Kim Hoa giáo chủ ở cùng, một mời hồ, hai mời hoàng, ba mời mãng xà, bốn mời sói, năm mời đậu khấu, sáu mời diêm vương. Đầu tiên xin mời binh nhà hồ xuất hiện, hồ lão thái gia ở bên trên, hồ lão thái nãi ở cùng. Hồ lão thái gia mau mau hạ lệnh, điều động tập hợp quân binh, Hồ Thiên Bá, Hồ Thiên Thanh, Hồ Thiên Hắc lại Hồ Thiên Hồng, Hồ lão cắt đại danh Hồ Nhị Lăng, mời xong đại binh Hồ ra, sau đó lại mời binh nhà Hoàng, Hoàng lão thái gia ở bên trên, Hoàng lão thái nãi ở cùng, Hoàng lão thái gia mau hạ lệnh, điều động tập hợp quân binh, Hoàng Thiên Bá, Hoàng Thiên Thanh, Hoàng Thiên Hắc, Hoàng Thiên Hồng, người báo tin. Nhị Linh thông mau khẩu lưu ca học thiệt tinh, các tông phái truyền tin đi. Lão tiên gia, xuất cổ động rời khỏi núi, lấy cát vàng che cửa động, trời âm u đưa mây đi, trời trong xanh gió cuồn cuộn, đi lại không cần giải khói. Vào đến cửa phòng người nhìn rõ, đặt trái táo phía trước mặt để chào đón, tiệc rượu trên bàn, xếp thành chồng, toàn đồ ngon, người nói với đám quân binh sẽ giúp người chuẩn bị, muốn ăn béo có thịt bò dê, muốn ăn gầy thì giết gà ngỗng, nếu người muốn đi tôi không cản, bá vương buộc ngựa lại chỗ máng ăn của gia súc. Cởi dây cương trước rồi vác yên, lão tiên gia giơ roi đánh muốn về núi. Muốn về núi, y ơi ya ơi yô. Tần Lâm cau mày, sau một hồi gào thét linh tinh vớ vẩn, Tôn đại thần đến trước bàn, lấy hoa quả trên bàn thờ ném tứ phía. Lúc này tất cả mọi người đều run rẩy, lão Mộc đang nằm trên giường bỗng nhiên ngồi dậy, vui mừng nhảy đến bàn thờ, điên cuồng ăn đồ cúng, mắt đỏ ngào. Tần Lâm thấy kinh ngạc xem ra anh đã coi thường tên Tôn đại thần này rồi. Lẽ nào ông ta thực sự biết đạo hành? Không thể mù quáng tin vào ma quỷ thần thánh được nhưng cũng không thể không tin. Tần Lâm hiểu đạo lý này, lão Mộc gầy xanh sao đột nhiên mắt sáng trưng, nhảy đến bàn thờ cách đó 3 mét, cho dù là người trẻ tuổi khỏe mạnh cũng không thể nhanh chuẩn vững như vậy được. Cảnh tượng này khiến bà con đứng ở cửa sổ ngoài cửa xem thấy sợ hãi, tất cả hoảng sợ không biết làm gì, vội lùi về sau. Ông ơi! Mặt Dương Quế Hoa trắng bạch. Yên tâm! Lão thần tiên sắp đi rồi, ăn đồ cúng xong, sau khi tôi và lão thần tiên nói chuyện với nhau, lão thần tiên sẽ không quấy phá nữa, ông ấy tức khắc sẽ khỏi bệnh. Tôn đại thần nói với vẻ mặt bình thản. Anh Tần, cái này.
Mộc Tâm Lan cũng kinh ngạc, bố ngồi xổm trên bàn thờ như con khỉ vậy, không bận tâm đến ánh mắt của bất cứ ai, ăn lấy ăn để, ngoạm hai quả táo rồi ném đi, rượu trắng trên bàn uống một hơi hết sạch. Ngày thường bố tôi không uống một giọt rượu. Mộc Tâm Lan không thể tin nổi. Tầm Lâm chợt nhận ra điều gì đó, anh nhìn đống củi chất trên nóc nhà họ Mộc, thấy một con trồn đang ngồi đó vỗ bụng, dáng vẻ say sưa, trông rất giống người. Anh từng nghe sư phụ nói, trong thế giới này tràn ngập những điều diệu kỳ, phù thuật ở Tây Vực, miếu đường phương Đông, trùng độc Nam Cương, hồ hoàng Bắc Địa, tất cả đều rất thần kỳ, nhiều cái khoa học không thể nào giải thích được. Phù thuật Tây Vực chỉ những người ở biên cương phương Tây nghiên cứu thuật phù thủy, miếu đường phương Đông chỉ đạo quán và chùa chiền để người đời hương khói, trùng độc Nam Cương chỉ thuật dùng độc bí hiểm của làng mèo Vân Nam, hồ hoàng Bắc Địa là chỉ hồ hoàng nhị tiên, hồ, là hồ ly. Hoàng, con trồn ở phương Bắc khiến người ta không nắm được điểm yếu, không sờ được đầu, một số người đạo hành cao thâm thực sự cũng là sự tồn tại bí ẩn đối với người bình thường. Lẽ nào là nó? Tần Lâm lẩm bẩm nói, đá một hòn đá dưới chân, đập chúng vào người con trồn sóc đó, cũng chính là hoàng tử bì mà người dân truyền miệng nhau. Chít chít chít. Con hoàng tử bì bị hòn đá đập chúng lăn xuống đất, Tần Lâm lao đến nhưng nó đã luồn vào trong đống củi, hoàn toàn mất tung tích. Trùng hợp là lờ đúng úp này, lão Mộc ngã từ bàn thờ xuống rồi ngất lịm đi. Dọa tất cả mọi người khiếp sợ. Ông ơi! Bố! Dương Quế Hoa và Mộc Tiểu Lộ vội chạy đến dìu ông Mộc, mặt ông ấy trắng bạch, ngã đập xuống khiến đầu toàn máu, mở mắt một cách khó khăn, môi mấp máy. Tôi làm sao vậy? Mộc Đạt Hoa đờ đẫn nói, cơ thể vô cùng yếu ớt, nhìn mọi người xung quanh, ông cũng hiểu được phần nào. Nhưng lại không biết sốt cuộc lúc nãy mình đã làm gì. Tôn Đại Thần u ám mặt mày, thấy bực bội trong lòng, chắc chắn là có người làm Hoàng Đại Tiên hoảng sợ, nếu không tuyệt đối không thể xảy ra chuyện này được. Tôn Đại Thần, sốt cuộc là sao vậy? Sao bố tôi lại ngã từ bàn xuống? Mộc Tâm Lan gào lên khiến mặt Tôn Đại Thần hơi biến sắc. Sao, .sao tôi biết được, cũng không trách tôi được. Tôn Đại Thần vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nói. Ông không biết, chẳng phải ông nhảy mời thần đến chữa bệnh sao? Bây giờ thì lại thêm rắc rối, ông giải thích đi. Tần Lâm cười khẩy nói. Tôi, ai biết được ông ấy rơi từ bàn xuống chứ? Rõ ràng sắp thành công rồi, đều tại cậu, dọa khiến lão thần tiên hoảng sợ bỏ đi rồi. Tôn Đại Thần cãi lại, trừng mắt nhìn Tần Lâm. Vậy ư, chẳng phải con hoàng tử bì đó cùng một hội với ông sao? Đúng là không biết tốt xấu, còn không mau cút đi cho tôi. Tần Lâm đạp vào người Tôn Đại Thần, bà con xung quanh đều kinh hãi, lúc nãy ông Mộc rơi từ trên bàn xuống đã khiến không ít người thấy sợ, hơn nữa khắp mặt ông ấy đều là máu, vết thương ngày càng nghiêm trọng. Cậu dám bất kính với Đại Tiên sao, cậu đợi đấy, tôi với cậu chưa xong đâu. Tôn Đại Thần sợ hãi vội vàng chạy ra khỏi nhà họ Mộc. Mau đi bệnh viện đi, bố yếu lắm rồi, Tiểu Lộ, còn ngây ra đấy làm gì, cõng bố đi. Mộc Tâm Lan lo lắng nói. Hát, đừng đi thì hơn, bây giờ chúng ta cũng không có tiền. Dương Quế Hoa thở dài nói. Bố con mắc bệnh nghề nghiệp, mấy người trong thôn chúng ta đều chết vì bệnh này, do nhiều năm vào núi săn bắn, thần núi tức giận nên giáng tội cho bố con, tốn tiền đi bệnh viện cũng không chữa được đâu. Đúng đấy chị, đừng đi thì hơn, bố chúng ta đã thế này rồi, đi bệnh viện chẳng phải mất tiền oan sao. Mộc Tiểu Lộ khẽ nói. Ông ấy là bố em đấy. Mộc Tâm Lan phẫn nộ quát lên. Tiền của con đâu, tiền con đi làm dành dụm được cũng phải 50.000 tệ, đưa số tiền đấy cho con để con đi chữa bệnh cho bố. Không có tiền, nhà mình làm gì còn tiền để chữa bệnh cho ông ấy chứ. Số tiền con kiếm được để cho em con mua xe rồi. Dương Quế Hoa lạnh lùng nói. Mua xe rồi, lúc nào vậy, xe nào chứ? Mộc Tâm Lan sững sờ. Mấy hôm trước chơi bài với nhị trụ tử thua hết rồi. Mộc Tâm Lan cuộn chặt nắm đấm, u ám mặt mày. Đồ khốn nạn. Mộc Tâm Lan suýt nữa bị cậu ta làm cho tức chết, số tiền mấy năm nay bản thân dành dụm được đưa hết cho em trai mua xe, mua rồi lại để cậu ta lấy đi cá cược. Cái con bé này, sao lại nói em mình là khốn nạn chứ, thế mẹ với bố con là gì hả? Đưa chút tiền cho em trai con tiêu thì sao chứ? Mấy năm nay nuôi con ăn học chẳng phải là để kiếm tiền cho em trai con tiêu sao? Cái đồ ăn cháo đá bát này, mẹ đúng là nuôi con tốn công vô ích rồi. Dương Quế Hoa phẫn nộ quát lên.
cho dù là tiền của con hết rồi thì mẹ vẫn còn tiền tiết kiệm đúng không? Mẹ à, bố là trụ cột của nhà ta đấy, không thể mất ông ấy được. Mộc Tâm Lan kiên trì nói, không phải cô ấy không muốn cho em trai tiêu tiền mà đây là số tiền cô vất vả kiếm được, vì muốn bố mẹ có thể an hưởng tuổi già, ngay cả chai nước uống cô cũng không dám mua, ai ngờ lại bị thằng em đánh bài thua hết. Bây giờ bố cô không có tiền chữa bệnh, cô thực sự rất đau buồn. Sao nào, con còn tơ tưởng đến số tiền tiết kiệm của bọn ta sao? Con đi học tốn biết bao nhiêu tiền của mẹ, con còn không rõ sao? Số tiền đấy đưa cho nhà lão Lý rồi. Dương Quế Hoa nói, em trai con và con gái nhà lão Lý qua lại hơn 2 năm rồi, nếu không phải vì bố con thì đầu xuân năm nay là cưới rồi. Tôn Đại Thần nói làm việc hỉ là điều tốt nhất cho bố con, xong xính lễ rồi, bây giờ nhà mình làm gì còn tiền nữa. Bệnh của bố con có chữa hay không thì vẫn thế, con tưởng rằng có thể chữa khỏi sao. Tôn Đại Thần đã bó tay bỏ chạy rồi, bệnh viện càng không có ích. Cái gì? Mộc Tâm Lan sững sờ, đưa số tiền bản thân kiếm cho em trai mua xe, lấy tiền mà bố tích góp để cho em trai cưới vợ. Bây giờ ông ấy nằm trên giường chờ chết, không có tiền chữa bệnh, Mộc Tâm Lan lo lắng òa khóc. Mộc Tiểu Lộ, đồ khốn nạn, ông ấy là bố mày. Mày cưới vợ là quên bố sao? Mộc Tâm Lan đau khổ gào lên. Chị à, Tôn Đại Thần nói làm việc hỉ nói không chừng bố có thể khỏe lại, chị mắng em cái gì chứ, em chỉ nghe theo lời mẹ thôi, hơn nữa, sau này em chính là trụ cột của cái nhà này. Mộc Tiểu Lộ bực bội nói, cậu ta cúi đầu, biểu cảm cứng đầu, không chịu thua. Đúng, là mẹ nói, con đừng có dọa nạt em trai nữa, có giỏi thì lấy tiền chữa bệnh cho bố con đi, bây giờ em trai con vẫn chưa kết hôn, qua hơn 20 tuổi thì cái làng này còn ai đồng ý gả cho nó nữa chứ. Còn người bố sống dở chết dở, bây giờ con gái nhà lão Lý đồng ý rồi phải chốt nhanh, mặc kệ sự sống chết của bố con, chắc chắn ông ấy cũng muốn trước khi chết được nhìn thấy em trai con kết hôn, làm việc hỉ là tốt nhất. Dương Quế Hoa nghiêm nghị nói. Lời nói của mẹ khiến Mộc Tâm Lan thất vọng tràn trề, cô cũng biết quan niệm trọng nam khinh nữ nhưng cô không ngờ mẹ mình lại tuyệt tình như thế, ngay cả sự sống chết của bố cũng không màng, cứ nhất quyết đòi cưới vợ cho con trai, còn bảo là phải làm việc hỉ. Trong mắt họ, lẽ nào sống chết của bố lại không đáng một xu như thế sao? Tần Lâm cũng không biết nói gì, thực sự cạn lời với loại người này, mê tín dị đoan, coi sự bất hiếu và bất lực là điều hiển nhiên. Hơn nữa lúc này Mộc Tâm Lan đã bị hai mẹ con Mộc Tiểu Lộ gạt bỏ ra bên ngoài, hai người này đúng là kỳ lạ. Mộc Tâm Lan vô cùng chán nản. Lan à, mẹ con nói đúng, cái thân già của bố chết thì chết thôi, cũng chẳng có gì ghê gớm, khụ khụ. Chuyện kết hôn của em trai con là quan trọng nhất. Mộc Đạt Hoa thều thào, nói một cách nhọc nhằn. Mộc Tâm Lan hướng ánh mắt về phía người bố, trong ánh mắt của ông ấy ngoài sự đau khổ ra còn có sự tuyệt vọng vô tận, bởi vì ông biết mình chắc chắn sẽ chết, cho dù là tốn tiền cũng chỉ là đợi chết mà thôi. Chị xem, bố đã nói thế rồi. Mộc Tiểu Lộ không phục nói. Bốp! Mộc Tâm Lan thực sự không chịu nổi nữa, giơ tay tát Mộc Tiểu Lộ. Mẹ xem kìa, chị đánh con. Mộc Tiểu Lộ đỏ ửng mắt, ấm ức nói. Mộc Tâm Lan, con phản rồi đúng không? Con dám đánh em trai sao, con đánh mẹ đi. Dương Quế Hoa vừa phẫn nộ nói vừa vuốt ve mặt con trai. Tầm Lâm cười khẩy, cái nhà này đúng là dở hơi, còn Mộc Tiểu Lộ là kẻ chẳng có tài cán gì, một thằng con bám váy mẹ không có chính kiến của bản thân. Tôi là bác sĩ, để tôi thử xem. Tần Lâm nói. Anh Tần. Anh, .ans thực sự chữa được sao? Mộc Tâm Lan nói. Đợi đã, cậu là bác sĩ sao? Tốn bao nhiêu tiền hả? Tôi nói cho cậu biết, nhà tôi không có tiền đâu. Dương Quế Hoa lạnh lùng nhìn Tần Lâm từ đầu tới chân rồi nói. Không cần tiền, tôi là bạn của Mộc Tâm Lan. Tần Lâm cau mày nói, mở mồm ra là nhắc đến tiền, trong mắt loại người đúng là không có gì ngoài tiền. Anh Tần, nhờ cả vào anh. Mộc Tâm Lan nhìn Tần Lâm với ánh mắt chan chứa tình cảm, bây giờ cô đã bó tay rồi, không có tiền đi bệnh viện chữa bệnh, anh Tần là bác sĩ, anh ấy thực sự có cách sao? Yên tâm, có tôi ở đây. Tần Lâm gật đầu, sờ mạch đập của Mộc Đạt Hoa, thực sự rất yếu ớt, hơn nữa mọi chức năng trong cơ thể đang không ngừng thoái hóa, hoàn toàn không giống người đàn ông cường tráng hơn 40 tuổi. Nghe Mộc Tâm Lan nói trước đây bố cô rất khỏe mạnh, chỉ nửa năm nay mới gầy đi. Bây giờ chỉ còn da bọc xương. Tần Lâm sờ người Mộc Đạt Hoa,
thực sự có rất nhiều sỏi không rõ, ngay cả khoa học cũng không thể giải thích được, đây hoàn toàn không giống với sỏi thận, đập vỡ là được. Giống như cô nói trước đây, trong người bố cô thực sự có rất nhiều sỏi, cuối cùng có thể sẽ chết vì đau đớn, có một vài chỗ không thể nào làm phẫu thuật được. Tần Lâm trầm giọng nói. Vậy thì phải làm sao? Bố tôi thực sự không cứu được nữa sao? Mộc Tâm Lan thất vọng tràn trề, lòng như cho nguội. Cũng không phải không có cách, chỉ là hơi rắc rối thôi. Tần Lâm suy nghĩ một lát rồi nói. Chỉ cần anh có thể cứu bố tôi, anh bảo tôi làm gì tôi cũng sẽ làm. Mộc Tâm Lan sốt ruột nói. Vậy được, tôi chuẩn bị châm cứu. Tần Lâm nói. Đồ lừa bịp, anh mà châm cứu vớ vẩn cho bố tôi thì đừng hòng đi đâu. Mục Tiểu Lộ lạnh lùng nói. Tần Lâm chẳng thèm để ý đến cậu ta, nói trắng ra là muốn ăn vạ, nếu như không chữa khỏi cho Mộc Đạt Hoa, bọn họ sẽ đổ trách nhiệm lên đầu anh. Anh Tần yên tâm, cho dù không chữa được thì chúng tôi cũng sẽ không đổ lỗi cho anh. Mộc Tâm Lan khó xử nói. Cởi áo của ông ấy ra. Tần Lâm lắc đầu, lấy kim bạc ra, bắt đầu châm cứu trên người Mộc Đạt Hoa. Được. Mộc Tâm Lan nhanh chóng cởi áo của bố ra, trên người ông ấy chỗ tím chỗ xanh, trông rất kỳ quái. Tần Lâm nhanh chóng cầm kim, liên tục châm vào người Mộc Đạt Hoa. A! À, Mộc Đạt Hoa gào lên, đau đến mức toát mồ hôi lạnh, cả người như muốn đứng dậy. Bố không sao chứ? Mộc Tiểu Lộ lo lắng hỏi. Bố tôi mà có mệnh hệ gì thì anh đừng hòng thoát tội. Mộc Tiểu Lộ phẫn nộ nhìn Tần Lâm hống hách nói, cậu ta chắc chắn rằng Tần Lâm không thể nào chữa khỏi bệnh cho bố mình, đến lúc đó nhân cơ hội đòi một khoản tiền từ anh, chẳng phải ngon quá rồi còn gì. Tiểu Lộ lùi xuống. Mộc Tâm Lan quát lên. Tần Lâm tiếp tục châm cứu, tiếng kêu chói tai của bố khiến lòng cô đau như cắt, có điều cô đã lựa chọn tin tưởng Tần Lâm rồi thì không thể ngăn anh lại vào lúc này được. Ông chịu được chứ? Tần Lâm hỏi Mộc Đạt Hoa. Chết tôi còn không sợ thì có gì mà chịu không nổi chứ? Mộc Đạt Hoa cười đau khổ, cả người rã rời, hoàn toàn mất đi phần lớn tinh khí thần, ngay cả tiếng kêu cuối cùng cũng trở nên yếu ớt, không chút sức lực. Tần Lâm tổng cộng châm 30 cây kim lên người Mộc Đạt Hoa, từng cây kim đều vô cùng chuẩn xác, đâm vào sỏi, kim bạc tác dụng lực đập vỡ sỏi, trở thành vô số mảnh vụn, còn nhanh chuẩn chắc hơn tán sỏi bằng laser. Nhưng Tần Lâm cũng tốn rất nhiều sức lực, làm vỡ sỏi bằng kim bạc cần dùng một lực rất lớn, vận hành nội lực mới có thể đạt được hiệu quả, 39 viên sỏi đều bị làm vỡ, mặt Tần Lâm cũng toát mồ hôi, mất một tiếng đồng hồ mới thực hiện xong. Tần Lâm thở phào nhẹ nhõm, gật đầu với Mộc Tâm Lan, lúc này Mộc Đạt Hoa đã đau đến mức ngất lịm đi. Lấy giấy bút đến đây, tôi viết đơn thuốc cho cô, nhanh chóng đi bốc thuốc. Tối nay phải dùng đến rồi, Tần Lâm nói. Được. Mộc Tâm Lan vội lấy giấy bút đến. Tần Lâm nhanh chóng viết đơn thuốc lên giấy, Dương Quế Hoa thấy vậy liền không vui. Cái này tốn bao nhiêu tiền hả? Chắc phải mất chục nghìn tệ à? Mặc dù Dương Quế Hoa là người nhà quê, nhưng bọn họ ở gần núi Trường Bạch, rất nhiều người sống bằng nghề hái thuốc, những nguyên liệu mà Tần Lâm đa phần trong nhà họ đều có. Những dược liệu này nhà tôi đều có. Mộc Tâm Lan mừng rỡ. Con làm cái gì đấy? Dương Quế Hoa kéo con gái, trừng mắt nhìn cô. Con đi lấy thuốc cho bố. Mộc Tâm Lan sững sờ. Số dược liệu đấy vừa mới phơi xong, đợi cuối năm bán, ít nhất phải được hơn 10.000 tệ đấy. Nếu đưa hết cho bố con dùng thì khi nào em trai con mới lấy vợ được hả? Dương Quế Hoa hừ lạnh lùng nói. Mộc Tâm Lan lập tức sốt ruột. Mẹ, cứu người quan trọng. Dương Quế Hoa nói. Nếu như nhất định có thể cứu được bố con thì mẹ cũng không nói làm gì, nhưng mẹ thấy cậu ta chẳng có tài cán gì. Nhỡ may không cứu được bố, thì cái đống dược liệu trị giá cả chục nghìn này chẳng phải đi tong sao. Đó là chỗ dược liệu mà em trai con đã phải vất vả lên núi hái đấy. Mục Tiểu Lộ nhỏ giọng lầm bầm, có vẻ như cực kỳ khó chịu. Đúng vậy, đó là em vất vả khổ cực, đội mưa to bão lớn đi hái, em còn phải giữ lại để lấy vợ. Tiền dược liệu tính hết cho tôi. 20.000 đúng không? Tôi sẽ chuyển cho mấy người. Tần Lâm nhìn Mộc Tâm Lan, bệnh tình của người bệnh rất nguy hiểm. Tần Lâm thực sự lười nói nhiều với hai con dế chuỗi thiếu văn hóa này. Coi như quyên tiền từ thiện vậy, huống hồ là anh nể mặt Mộc Tâm Lan, đừng nói đến 20.000, cho dù có là 2 triệu thì trong mắt Tần Lâm cũng chỉ là vài tờ giấy mà thôi.
Dương Quế Hoa liên tục nói không ngừng nghỉ. Tâm Lan, con mau xem tiền đã đến tài khoản chưa? Chúng ta không cần đi bán nữa, em trai con một mình kiếm được nhiều dược liệu thế này, bị ép giá nhiều lắm. Tay Mộc Tâm Lan run rẩy, cô ấy tức đến mức hai mắt long sòng sọc. Hai người còn có nhân tính không? Hai người không biết xấu hổ à? Tiền chữa bệnh của bố con, mấy người còn bắt anh Tần đưa. Mộc Tâm Lan nắm chặt nắm đấm, một đồng tiền khó đánh đổ anh hùng, trong tay cô không có tiền, kiếm được bao nhiêu đều gửi về cho gia đình, để gia đình dùng, tiền tiết kiệm cũng bị em trai trộm hết, Mộc Tâm Lan cảm thấy hoa mắt chóng mặt, mắt tối sầm lại. Dương Quế Hoa bĩu môi, nói như đúng rồi. Cậu ta không đưa thì ai đưa, nhỡ may khiến chồng mẹ chết thì nửa đời sau mẹ sống thế nào. Dược liệu cũng đắp vào rồi, tiền mất tật mang, phụ mua bán thua lỗ này, mẹ chắc chắn không làm, còn nghĩ mẹ ngu à? Mau lên, mau chuyển tiền cho tôi, chuyển bằng Zalo Pay cũng được. Không có tiền thì cậu đừng có động vào dược liệu, đó là mạng của tôi, là tiền để lấy vợ cho nhà họ Mộc này. Mấy năm nay, bố con tốn nhiều tiền như vậy, ở nhà ăn không ngồi rồi, con có biết không không? Mẹ phải hầu hạ ông ấy dọn phân dọn nước tiểu, con có biết không? Mộc Tâm Lan lòng tàn như cho, nhìn Tần Lâm nói. Chỗ tiền này tôi nhất định sẽ trả lại cho anh Tần. Mộc Tâm Lan chuyển tiền cho Dương Quế Hoa, Dương Quế Hoa cười tươi như hoa, 20.000 là số tiền mà một nhà ở thôn bọn họ kiếm được trong một năm, hơn nữa còn phải dựa vào ông trời để sống, nhỡ may không hái được dược liệu tốt thì chắc một năm không kiếm được gì. Mộc Tiểu Lộ cầm điện thoại của mẹ mình, kích động vô cùng. Mẹ, mẹ, mau lại đây. Mau đưa dược liệu cho con. Sắc mặt Mộc Tâm Lan vô cùng khó coi, cổ họng như bị bứ lại, nói chuyện cũng vô cùng khó khăn, lửa giận của cô ngùn ngụt, xông thẳng lên trời, suýt nữa bị mẹ và em trai mà làm tức chết. Lúc trước bọn họ mặc dù đối xử rất tốt với em trai, có hơi trong nam khinh nữ, nhưng cũng không đến mức không biết xấu hổ thế này. Bố ngã xuống, nửa năm này có thể tưởng tượng được ông ấy sống thế nào, sự tuyệt vọng trong mắt ông khiến Mộc Tâm Lan đau lòng. Đúng là sống không bằng chết. Nếu như thực sự không sống tiếp được, không còn hy vọng với cuộc sống thì ai đồng ý chết đi chứ? Mộc Tâm Lan sau khi lấy được dược liệu từ Mộc Tiểu Lộ, nghiền nát nó, sau đó, đun trong một giờ, được một nồi thuốc cao. Tần Lâm nói, bôi một lớp lên toàn cơ thể ông ấy, bôi dày khoảng 1 cm là được, nhớ phải bôi đều toàn thân. Thôi thế, chị, em không chịu được, chị tự bôi đi, uệ. Mộc Tiểu Lộ biến mất như một làn khói, Mộc Tâm Lan cũng bất lực, có điều chỉ cần chữa bệnh cho bố, cho dù có bắt cô ăn thì cô ấy cũng sẽ không chối từ. Mẹ đi xem em trai con chạy đi đâu. Dương Quế Hoa bịt mũi xông ra ngoài, có thể thấy, bà ta cũng không chịu nổi cái mùi này, thực sự thối quá, một ngạt vô cùng, khiến người khác không chịu nổi. Sau đó trong phòng chỉ còn lại Tần Lâm và Mộc Tâm Lan. Để anh Tần cười chê rồi. Mộc Tâm Lan biết anh Tần khó xử, gia đình mình làm ra chuyện ô nhục như vậy, Tần Lâm đều thấy hết. Tần Lâm lạnh lùng nói. Con không trách mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo, có người sống như cái xác biết đi, còn chẳng có tình thân, thế thì khác gì cầm thú chứ. Mộc Tâm Lan có hàng vạn điều muốn làm mà không làm được, thân làm con gái, làm chị, cho dù cô ấy có muôn vàn điều không muốn, muôn vàn thứ không phục thì sao chứ. Chỉ có điều tim cô vẫn có cảm giác lạnh đến thấu xương. Mộc Tâm Lan bôi thuốc cho bố xong, đã là 2 giờ chiều rồi, lúc này Mộc Tiểu Lộ và Dương Quế Hoa mới lững thững đi về. Dương Quế Hoa oán trách nói. Sao không đợi mẹ một lúc, mẹ mới đi một tí thôi mà con đã bôi xong thuốc cho bố con rồi à, nhanh thế. Tâm Lan, em về rồi à? Có người đứng ở cửa gọi, khiến Mộc Tâm Lan nhíu mày, đó là con trai của trưởng thôn, Chu Đại Sướng. Anh ta vẫn luôn thèm thuồng cô, từ nhỏ đến lớn đều muốn lấy cô làm vợ, nhưng Mộc Tâm Lan không thích anh ta đã đi khắp nơi rêu rao bảo phải lấy cô làm vợ rồi. Mộc Tâm Lan trầm giọng nói. Anh đến đây làm gì? Chu Đại Sướng nghênh ngang đi vào cổng, mặt mày hớn hở, trông y hệt một con heo. Đương nhiên là đến xem vợ chưa cưới của anh rồi, hi hi hi. Mặt Mộc Tâm Lan lạnh lẽo, tức giận nhìn Chu Đại Sướng. Chu Đại Sướng. Anh đừng có không biết xấu hổ như vậy. Đây là nhà tôi, anh muốn làm gì ở đây? Mộc Tiểu Lộ chạy đến bên Chu Đại Sướng, cười hi hi nói, trông có vẻ rất thân thiết, ít nhất còn thân hơn chị cậu ta. Anh rể,
anh đến rồi. Mục Tâm Lan khẽ mắng. Mục Tiểu Lộ, em nói cái gì vậy? Chu Đại Sướng kiêu ngạo nói. Tâm Lan, dì Mục đã đồng ý gả em cho anh rồi, em bây giờ là vợ chưa cưới của anh. Mục Tâm Lan bất ngờ. Cái gì, mẹ, anh ta nói cái gì thế? Dương Quế Hoa trầm giọng nói. Em trai con lấy vợ cần 100.000, con nói xem phải lấy đâu ra, lão Lý nhà người ta đòi 200.000, mẹ mượn đông mượn tây, lấy hết tiền trong nhà vẫn không đủ, may mà Chu Đại Sướng vẫn luôn một lòng hướng về con, vẫn luôn đợi con quay lại, hơn nữa nhà trưởng thôn cũng đồng ý đem xính lễ qua trước, như thế mới giải quyết được vấn đề của em con. Con phải cảm ơn Chu Đại Sướng đấy, đây mới là con rể tốt. Tim Mộc Tâm Lan run lên, đây chẳng phải bán con gái sao? Mẹ, sao mẹ có thể đòi tiền người ta như vậy? Chuyện hôn sự của con, tự con quyết định, con không cần mẹ động vào. Vì chuyện cưới hỏi của con trai mà coi con gái như đồ đạc mà bán đi, đây là việc một người mẹ nên làm sao? Dương Quế Hoa quyết tâm nói. Con bị sao vậy? Mẹ là mẹ con đúng là đứa con gái bất hiếu, con về nhà biết làm gì hả? Ngoài trừ bắt chẹt em con, bây giờ còn chẳng nghe lời mẹ. Đúng là con gái lớn không giữ được, Chu Đại Sướng là con trai trưởng thôn, có gì không xứng với con chứ? Con nói đi, con đi ra ngoài học mấy năm đại học, thực sự nghĩ mình là thiên kim tiểu thư à? Bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy, mẹ nói là phải làm, con nhất định phải gả cho Chu Đại Sướng. Lần này về đừng hòng đi nữa, chuẩn bị kết hôn với Đại Sướng đi, sinh cho nhà lão Chu một bé trai mập mạp, nối dõi tông đường, mẹ với em trai con còn được nhờ. Về sau nhà trưởng thôn sẽ là họ hàng của chúng ta. Mẹ, sao mẹ có thể như vậy chứ, con không làm. Nước mắt Mộc Tâm Lan rơi xuống, mình một lòng vì gia đình, nhưng sau khi về, lại bị làm tổn thương đến vậy, bệnh của bố, bọn họ dương mắt xem không màng đến, đòi cả tiền của người ngoài để chữa bệnh cho bố. Đúng là không biết xấu hổ, sau đó còn bán cô ấy đi. Nói thì hay, bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy, đây chẳng phải là muốn ép gả sao. Bây giờ là thời đại tự do yêu đương, ai lại muốn ở lại cái vùng quê nghèo này, cả đời không đi đâu chứ. Mộc Tâm Lan bực bội, không có ai có thể hiểu được, mẹ cô vì em trai mà không có bất kỳ tình cảm nào với cô và bố, bố cô đã trở thành người tàn tật, bà ta cũng chẳng quan tâm từ lâu rồi, mà thân làm con gái, gả đi như bát nước hất ra ngoài, bà ta cũng không muốn chi tiền cho mình, chỉ muốn lợi dụng mình. Bòn rút gái chị cuối cùng của cô, đó chính là đồng ý gả cô cho con trai trưởng thôn Chu Đại Sướng. Tuyệt vọng từ trong lòng, không thể chịu nổi, Mộc Tâm Lan cảm thấy trời đất như sụp đổ. Tần Lâm lạnh nhạt nói. Thời đại nào rồi mà còn có kiểu ép gả ép cưới? Làm người khác khó chịu, cho dù có là bố mẹ ruột thì cũng không cần để ý. Chu Đại Sướng chỉ vào Tần Lâm, lạnh lùng quát. Anh là ai, dám ngang ngược trong thôn của chúng tôi? Vợ tôi là thứ mà anh có thể khoa tay múa chân à? Anh cho rằng tôi sẽ sợ người thành phố các anh sao? Tôi nói cho anh biết, cách xa vợ tôi ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Mộc Tâm Lan hơi lo lắng, sợ thằng điên Chu Đại Sướng sẽ khiến anh Tần khó xử. Chu Đại Sướng, anh đừng có như con chó dại, muốn cắn ai là cắn, anh Tần không liên quan đến tôi. Chu Đại Sướng hung hăng nhìn chằm chằm Mộc Tâm Lan. Anh nhổ vào, mẹ kiếp. Không có liên quan mà chữ nào chữ nấy anh Tần à. Sao em không gọi anh một tiếng anh Chu? Bây giờ em là vợ anh đấy, là con dâu của nhà họ Chu đấy, em dám cấu kết với thằng đàn ông khác, anh đánh chết em. Mộc Tâm Lan tức giận nói. Anh đúng là thằng tồi. Thằng tồi, em nói đúng đấy, anh là thằng tồi, ha ha ha. Có điều anh thích em, anh phải lấy bằng được em làm vợ, xính lễ anh đưa rồi, em còn muốn chối bỏ trách nhiệm à? Không có cửa đâu. Chu Đại Sướng nói năng chắc nịch, như kiểu đã ăn chắc Mộc Tâm Lan rồi. Mộc Tâm Lan lo lắng bất an, anh ta cũng không phải loại hiền lành gì. Lúc trước bản thân cô khi còn ở trong thôn, anh ta cũng hay trêu đùa cô, luôn muốn cưới cô làm vợ. Nhưng Mộc Tâm Lan là người có học, sao cô ta có thể thích loại lưu manh như Chu Đại Sướng được. Hơn nữa cái vùng nông thôn hẻo lánh này, cô ấy đã rời đi rồi thì chẳng bao giờ muốn quay lại nữa. Chu Đại Sướng bí mất cấu kết với mẹ cô, bán cô đi, Mộc Tâm Lan tức đến mức run rẩy, hơn nữa còn không cho cô ấy đi, đây là chuyện mà cô ấy lo lắng nhất, nhỡ may bản thân bị bọn họ nhốt lại thì phải làm sao? Có tôi ở đây, không ai có thể ép được cô. Tần Lâm lạnh lùng nói,
sắc mặt Chu đại sướng lập tức trở nên u ám hơn. Con yên tâm, đại sướng, có thím ở đây quyết định, con đã đưa xính lễ rồi, thím sao có thể để con trắng tay quay về. Lời con bé nói đâu có tính, người lớn ở đây, đâu đến lượt nó quyết. Dương Quế Hoa nịnh nọt cười nói, Chu đại sướng là bá vương thôn này, ỷ vào địa vị trưởng thôn của bố, chẳng coi ai ra gì. Mộc Tâm Lan nghiến răng nghiến lợi. Con không gả, dù sao con cũng không gả, thích gả thì mẹ đi mà gả. Dương Quế Hoa nổi giận mắng. Con nhãi thối, con nói cái gì vậy? Con bắt mẹ gả, mẹ là mẹ con, là mẹ ruột của con đúng là cái đồ không có lương tâm. Tim Mộc Tâm Lan đã bị mẹ cô và em trai làm cho tan nát, lúc này trong lòng cô đầy sự đau đớn, mẹ cô nhân lúc cô không ở nhà, bán cô đi. Đây là chuyện cô không thể tin nổi, nó đã lật đổ tam quan của cô. Chuyện của con, tự con quyết. Tôi là bạn trai của Tâm Lan, ai dám động vào Tâm Lan, đừng trách tôi không khách khí. Tần Lâm đánh ra một chưởng, đánh vào cái cối xay bằng đá ở cổng, cối xay đá vững chắc trong chốc lát đã vỡ vụn. Tim Mộc Tâm Lan khẽ run, khuôn mặt đẹp đỏ ửng lên, trong lòng khổ sở, thở dài một tiếng, cô mà có một người bạn trai tốt như anh Tần thì ổn quá. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Chu đại sướng vốn đang muốn tranh cãi với Tần Lâm cũng tái mét mặt. Mẹ kiếp, có nhầm không vậy, một chưởng đánh vỡ cối xay bằng đá, anh còn muốn làm gì vậy? Chu đại sướng cân nhắc thiệt hơn, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng không dám cậy mạnh với Tần Lâm, nếu không đúng là muốn chết. Chu đại sướng mặc dù ngông cuồng nhưng chưa đến mức đần độn, trừ phi mất não nếu không ai dám cậy mạnh với Tần Lâm hậu quả chắc chắn không tưởng tượng được. Mục Tiểu Lộ ở bên cũng sợ đến run rẩy. Tần Lâm trông có vẻ nho nhã, một người đàn ông tốt tính, nhưng không ngờ lại là một tên hung hăng, ngay cả Chu đại sướng ngày thường kiêu ngạo, cũng phải rút lui, không dám nói gì. Chu đại sướng bực bội hết sức, mẹ kiếp chứ, tôi đến tìm vợ, lại bị người ta quát mắng. Vậy ông đây chẳng phải mất hết mặt mũi sao? Chuyện này không thể để yên được. Anh ta tiến lên một bước, tát vào mặt Dương Quế Hoa, Dương Quế Hoa mặt mày kinh ngạc, bị tát mà hồn bay phách lạc. Chu đại sướng, cậu tát tôi làm cái gì? Tôi không tát bà, tôi tát ai? Mộc Tâm Lan có bạn trai, tại sao bà không nói với tôi? Bà còn muốn cho con bà một vợ hai chồng à? Dương Quế Hoa, mẹ kiếp, bà đúng là không biết xấu hổ. Bà không muốn sống ở thôn này nữa à, bây giờ biết tại sao tôi tát bà chưa? Chu đại sướng cuối cùng cũng thỏa mãn, tôi không dám đánh tên đó nhưng tôi không dám đánh bà chắc. Ông đây tức đến mức phải xả giận. Mục Tiểu Lộ tiến lên, hoảng loạn hỏi, ôm lấy mẹ anh ta, toàn thân run rẩy. Mẹ không sao chứ? Mục Tâm Lan cũng tức giận, dù có sai ngàn vạn lần thì Dương Quế Hoa vẫn là mẹ cô, bị tát trước mặt mọi người thế này, cô cũng không chịu nổi. Mộc Tâm Lan nói, Chu đại sướng, anh quá đáng quá rồi, chẳng phải chỉ là tiền sao, sau này tôi sẽ trả anh. Được, tôi cũng là người biết lý lẽ, tôi không làm khó mấy người, 100.000 tiền xính lễ, một đồng một cắc cũng không được thiếu, xong việc chúng ta hết quan hệ, không thành vấn đề chứ. Chu đại sướng bất lực nói, chuyện này cũng đâu trách được anh ta, cho dù thế nào anh ta cũng cây ngay không sợ chết đứng. Tần Lâm bất lực lắc đầu. Bệnh của ông Mộc thực sự rất nghiêm trọng, hơn nữa ấn đường đen, xem ra bệnh tình đang nguy kịch, cái tục nhảy mời thần kia đúng là hoang đường. Cái này có thể chữa khỏi bệnh sao? Hay là đi bệnh viện đi? Mộc Tâm Lan nói. Đi bệnh viện, cháu ngốc à, bệnh viện là nơi lừa đảo, tốn tiền mà lại rước họa vào thân, chẳng phải là không có bệnh đi tìm bệnh sao? Đúng thế, bác thấy mấy năm nay cháu ở bên ngoài học nhiều đến ngu người rồi Tâm Lan à, cháu phải tin tôn đại thần. Cháu tưởng ai cũng được tôn thần y chữa bệnh cho sao? Cháu biết một lần nhảy mời thần tốn bao nhiêu tiền không? Đúng là không biết tốt xấu, học ngu người ra, chỗ bệnh viện lừa đảo có thể khám được gì chứ? Nhìn phát là biết ngay bố cháu vào núi bị hoàng tử bì làm cho mê muội, đi bệnh viện gì chứ, vứt tiền qua cửa sổ à? Yên tâm đi Tâm Lan, tôn đại thần nhảy cho bố cháu là ổn ngay, chỉ mất có 10.000 tệ thôi, nếu như đi bệnh viện. Có 100.000 tệ cũng không chữa khỏi đâu. Bà con trong làng ở xung quanh liên tục khuyên ngăn. Cái gì, 10.000 tệ? Mặt Mộc Tâm Lan tái mét lại, mất 10.000 tệ để mời người làm lễ khiêu đại thần. Điên rồi à, cô ấy không tin vào quỷ thần, lúc nhỏ vì không hiểu chuyện nên thường xuyên bị người lớn hù dọa, nhưng bây giờ cô tin vào khoa học hơn.
Sao thế, chê đắt à? Ha ha, nếu chê đắt thì tôi đi. Tôn Đại Thần cười khẩy nói, cổ đeo một đống chuỗi nhỏ, mặc một bộ hồng bào, mặt vẽ trông như quỷ vậy. Không có, không có, Tôn Đại Thần ông tuyệt đối đừng hiểu nhầm, nhảy mời thần việc quan trọng, con gái tôi không suy nghĩ ăn nói linh tinh, mong ông đừng coi là thật, hi hi. Dương Quế Hoa vội kéo Mộc Tâm Lan lại, trừng mắt nhìn cô. Ông đúng là coi mạng người như cỏ rác, nhảy mời thần thực sự có thể chữa bệnh vậy thì cần đến bệnh viện làm gì chứ? Người bệnh đang rất nguy kịch. Tần Lâm lo lắng nói, nếu như không phải bố của Mộc Tâm Lan, anh còn lâu mới lo chuyện bao đồng. Anh là ai mà dám ăn nói ngông cuồng ở nhà tôi chứ? Anh muốn hại chết bố tôi đúng không? Chị, đây là người chị dẫn về sao? Em thấy chị với anh ta giống nhau, đều bị ma quỷ làm mê muội đầu óc rồi. Mục Tiểu Lộ giận dữ nói. Đúng, tôi thấy người nhà các người đúng là độc ác, đây chẳng phải đẩy lão Mộc vào chỗ chết sao? Tôn Đại Thần cũng không chữa nổi cho các người đâu. Cái tên này ở đâu ra thế? Đến Tôn Đại Thần mà cậu cũng dám mạo phạm sao? Mau cút đi, nếu như lão Mộc có mệnh hệ gì, cậu chịu trách nhiệm nổi không? Đối diện với sự trách móc của mọi người, Mộc Tâm Lan cũng thấy bất lực. Anh Tần, tôi xin lỗi. Cô cười ngược. Mặc dù cô cũng biết nhảy mời thần là điều vớ vẩn nhưng lúc này hoàn toàn không ai để ý đến những lời hai người nói. Tôn Đại Thần, thực sự xin lỗi, con gái tôi không hiểu chuyện, ông mau bắt đầu đi. Dương Quế Hoa cúi đầu khom lưng cười nói. Hừ, đúng là không biết cái gì cả, nếu như không phải nể mặt Hoàng thiếu gia còn lâu tôi mới đến nhà các người, đã nhờ người thì đừng nghi ngờ mà đã nghi ngờ thì đừng có nhờ. Đắc tội với tôi là chuyện nhỏ. Đắc tội với lão thần tiên thì cả nhà các người chết chắc. Tôn Đại Thần bực bội nói, lườm Tần Lâm và Mộc Tâm Lan một cái. Tôn Đại Thần đúng là rộng lượng, Tâm Lan, cô đúng là không biết nghe lời. Chẳng thế thì sao, Tôn Đại Thần, chúng ta đừng so đo với đám trẻ. Đúng là không biết cái gì. Mọi người chỉ trích tới tấp Tần Lâm và Mộc Tâm Lan. Lùi ra hết đi, tôi sắp mời lão thần tiên xuất hiện rồi. Tôn Đại Thần nghiêm nghị nói. Trước đây bố tôi kiểm tra ra là trong người kết sỏi, nguy hiểm đến tính mạng, người thường xuyên vào núi như ông ấy rất ít khi uống nước nên hay bị sỏi thật, hơn nữa còn ở những vị trí khác nhau trong cơ thể. Đây là bệnh nghề nghiệp ở nơi đây, gần như là, vô phương cứu chữa, hoàn toàn không giống với bệnh sỏi thận. Có một vài cục sỏi ở trong cơ thể người không thể nào loại bỏ hoàn toàn được, cuối cùng sẽ chết vì đau đớn, bố tôi đã bị nửa năm rồi. Không biết cơ thể còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Tôi muốn mau chóng kiếm tiền chữa bệnh cho ông ấy. Vành mắt Mộc Tâm Lan ngấn lệ, cô đúng là một người con hiếu thảo. Tần Lâm đứng trong sân, bất lực nhìn đám người trong ngoài nhà. Nếu cứ như này chỉ làm bệnh tình thêm trầm trọng. Tần Lâm lắc đầu. Vậy tôi phải làm sao đây? Anh Tần, bố tôi còn có thể cứu được không? Mộc Tâm Lan kích động nắm lấy tay Tần Lâm. Cô đừng kích động quá. Khám trước đã rồi nói. Tần Lâm đáp. Mộc Tâm Lan đỏ ửng mắt, cô cũng biết mình hơi đường đột, vội cúi đầu xuống. Túp lều chặn đường đi, 10 nhà thì có 9 nhà khóa cửa, chỉ còn một nhà chưa khóa, đốt hương đánh trống để tôi mời thần tiên. Hình như lão thần tiên sắp đến rồi. Lão tiên gia, tôi biết người sắp đến rồi, đừng cãi cọ gây chuyện, có uy phong, sát khí nhiều, mang ít sát khí thôi, căn phòng nhỏ cắt lạp đa, người gõ không thể đụng vào. Đụng phải quân tử còn dễ xử lý, đụng phải tiểu nhân hợp miệng lưỡi. Thông Thiên giáo chủ ngồi bên trên, Kim Hoa giáo chủ ở cùng, một mời hồ, hai mời hoàng, ba mời mãng xà, bốn mời sói, năm mời đậu khấu, sáu mời diêm vương. Đầu tiên xin mời binh nhà hồ xuất hiện, hồ lão thái gia ở bên trên, hồ lão thái nãi ở cùng, hồ lão thái gia mau mau hạ lệnh, điều động tập hợp quân binh, hồ thiên bá, hồ thiên thanh, hồ thiên hắc lại hồ thiên hồng. Hồ lão cắt đại danh Hồ Nhị Lăng, mời xong đại binh Hồ ra, sau đó lại mời binh nhà Hoàng, Hoàng lão thái gia ở bên trên, Hoàng lão thái nãi ở cùng, Hoàng lão thái gia mau hạ lệnh, điều động tập hợp quân binh, Hoàng Thiên Bá, Hoàng Thiên Thanh, Hoàng Thiên Hắc, Hoàng Thiên Hồng, người báo tin. Nhị Linh thông mau khẩu lưu ca học thiệt tinh, các tông phái truyền tin đi. Lão tiên gia xuất cổ động rời khỏi núi, lấy cát vàng che cửa động, trời âm u đưa mây đi. Trời trong xanh gió cuồn cuộn, đi lại không cần giải khói. Vào đến cửa phòng người nhìn rõ, đặt trái táo phía trước mặt để chào đón, tiệc rượu trên bàn, xếp thành chồng, toàn đồ ngon, người nói với đám quân binh,
đám quân binh sẽ giúp người chuẩn bị, muốn ăn béo có thịt bò dê, muốn ăn gầy thì giết gà ngỗng, nếu người muốn đi tôi không cản. Bá vương buộc ngựa lại chỗ máng ăn của gia súc, cởi dây cương trước rồi vác yên, lão tiên gia giơ roi đánh muốn về núi. Muốn về núi, y ơ ya ơ yô. Tần Lâm cau mày, sau một hồi gào thét linh tinh vớ vẩn, Tôn Đại Thần đến trước bàn, lấy hoa quả trên bàn thờ ném tứ phía. Lúc này tất cả mọi người đều run rẩy, lão Mộc đang nằm trên giường bỗng nhiên ngồi dậy, vui mừng nhảy đến bàn thờ, điên cuồng ăn đồ cúng, mắt đỏ ngào. Tần Lâm thấy kinh ngạc, xem ra anh đã coi thường tên Tôn Đại Thần này rồi, lẽ nào ông ta thực sự biết đạo hành? Không thể mù quáng tin vào ma quỷ thần thánh được, nhưng cũng không thể không tin. Tần Lâm hiểu đạo lý này, lão Mộc gầy xanh sao đột nhiên mắt sáng trưng, nhảy đến bàn thờ cách đó 3 mét, cho dù là người trẻ tuổi khỏe mạnh cũng không thể nhanh chuẩn vững như vậy được. Cảnh tượng này khiến bà con đứng ở cửa sổ ngoài cửa xem thấy sợ hãi, tất cả hoảng sợ không biết làm gì, vội lùi về sau. Ông ơi! Mặt Dương Quế Hoa trắng bạch. Yên tâm, lão thần tiên sắp đi rồi, ăn đồ cúng xong, sau khi tôi và lão thần tiên nói chuyện với nhau, lão thần tiên sẽ không quấy phá nữa, ông ấy tức khắc sẽ khỏi bệnh. Tôn Đại Thần nói với vẻ mặt bình thản. Anh Tần, cái này! Mộc Tâm Lan cũng kinh ngạc, bố ngồi xổm trên bàn thờ như con khỉ vậy, không bận tâm đến ánh mắt của bất cứ ai, ăn lấy ăn để, ngoạm hai quả táo rồi ném đi. Rượu trắng trên bàn uống một hơi hết sạch. Ngày thường bố tôi không uống một giọt rượu. Mộc Tâm Lan không thể tin nổi. Tầm Lâm chợt nhận ra điều gì đó, anh nhìn đống củi chất trên nóc nhà họ Mộc, thấy một con trồn đang ngồi đó vỗ bụng, dáng vẻ say sưa, trông rất giống người. Anh từng nghe sư phụ nói, trong thế giới này tràn ngập những điều diệu kỳ, phù thuật ở Tây Vực, miếu đường phương Đông, trùng độc Nam Cương, hồ hoàng Bắc Địa. Tất cả đều rất thần kỳ, nhiều cái khoa học không thể nào giải thích được. Phù thuật Tây Vực chỉ những người ở biên cương phương Tây nghiên cứu thuật phù thủy, miếu đường phương Đông chỉ đạo quán và chùa chiền để người đời hương khói, trùng độc Nam Cương chỉ thuật dùng độc bí hiểm của làng mèo Vân Nam, hồ hoàng Bắc Địa là chỉ hồ hoàng nhị tiên, hồ, là hồ ly, hoàng, con trồn ở phương Bắc khiến người ta không nắm được điểm yếu, không sờ được đầu, một số người đạo hành cao thâm thực sự cũng là sự tồn tại bí ẩn đối với người bình thường. Lẽ nào là nó? Tần Lâm lẩm bẩm nói, đá một hòn đá dưới chân, đập chúng vào người con trồn sóc đó, cũng chính là hoàng tử bì mà người dân truyền miệng nhau. Chít chít chít. Con hoàng tử bì bị hòn đá đập chúng lăn xuống đất, Tần Lâm lao đến nhưng nó đã luồn vào trong đống củi, hoàn toàn mất tung tích. Trùng hợp là lờ đúng úp này, lão Mộc ngã từ bàn thờ xuống rồi ngất lịm đi. Dọa tất cả mọi người khiếp sợ. Ông ơi! Bố! Dương Quế Hoa và Mộc Tiểu Lộ vội chạy đến dìu ông Mộc, mặt ông ấy trắng bạch, ngã đập xuống khiến đầu toàn máu, mở mắt một cách khó khăn, môi mấp máy. Tôi làm sao vậy? Mộc Đạt Hoa đờ đẫn nói, cơ thể vô cùng yếu ớt, nhìn mọi người xung quanh, ông cũng hiểu được phần nào, nhưng lại không biết sốt cuộc lúc nãy mình đã làm gì. Tôn Đại Thần u ám mặt mày, thấy bực bội trong lòng, chắc chắn là có người làm Hoàng Đại Tiên hoảng sợ. Nếu không tuyệt đối không thể xảy ra chuyện này được. Tôn Đại Thần, rốt cuộc là sao vậy? Sao bố tôi lại ngã từ bàn xuống? Mộc Tâm Lan gào lên khiến mặt Tôn Đại Thần hơi biến sắc. Sao, .sao tôi biết được, cũng không trách tôi được. Tôn Đại Thần vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nói. Ông không biết, chẳng phải ông nhảy mời thần đến chữa bệnh sao? Bây giờ thì lại thêm rắc rối, ông giải thích đi. Tần Lâm cười khẩy nói. Tôi, ai biết được ông ấy rơi từ bàn xuống chứ, rõ ràng sắp thành công rồi, đều tại cậu, dọa khiến lão thần tiên hoảng sợ bỏ đi rồi. Tôn Đại Thần cãi lại, trừng mắt nhìn Tần Lâm. Vậy ư, chẳng phải con hoàng tử bì đó cùng một hội với ông sao? Đúng là không biết tốt xấu, còn không mau cút đi cho tôi. Tần Lâm đạp vào người Tôn Đại Thần, bà con xung quanh đều kinh hãi, lúc nãy ông Mộc rơi từ trên bàn xuống đã khiến không ít người thấy sợ. Hơn nữa khắp mặt ông ấy đều là máu, vết thương ngày càng nghiêm trọng. Cậu dám bất kính với đại tiên sao, cậu đợi đấy, tôi với cậu chưa xong đâu. Tôn Đại Thần sợ hãi vội vàng chạy ra khỏi nhà họ Mộc. Mau đi bệnh viện đi, bố yếu lắm rồi. Tiểu Lộ, còn ngây ra đấy làm gì, cõng bố đi. Mộc Tâm Lan lo lắng nói. Hát, đừng đi thì hơn, bây giờ chúng ta cũng không có tiền. Dương Quế Hoa thở dài nói. Bố con mắc bệnh nghề nghiệp, mấy người trong thôn chúng ta đều chết vì bệnh này,
do nhiều năm vào núi săn bắn, thần núi tức giận nên giáng tội cho bố con, tốn tiền đi bệnh viện cũng không chữa được đâu. Đúng đấy chị, đừng đi thì hơn, bố chúng ta đã thế này rồi, đi bệnh viện chẳng phải mất tiền oan sao. Mục Tiểu Lộ khẽ nói. Ông ấy là bố em đấy. Mục Tâm Lan phẫn nộ quát lên. Tiền của con đâu, tiền con đi làm dành dụm được cũng phải 50.000 tệ, đưa số tiền đấy cho con để con đi chữa bệnh cho bố. Không có tiền, nhà mình làm gì còn tiền để chữa bệnh cho ông ấy chứ. Số tiền con kiếm được để cho em con mua xe rồi. Dương Quế Hoa lạnh lùng nói. Mua xe rồi, lúc nào vậy, xe nào chứ? Mục Tâm Lan sững sờ. Mấy hôm trước chơi bài với nhị trụ tử thua hết rồi. Mục Tâm Lan cuộn chặt nắm đấm, u ám mặt mày. Đồ khốn nạn. Mục Tâm Lan suýt nữa bị cậu ta làm cho tức chết, số tiền mấy năm nay bản thân dành dụm được đưa hết cho em trai mua xe, mua rồi lại để cậu ta lấy đi cá cược. Cái con bé này, sao lại nói em mình là khốn nạn chứ, thế mẹ với bố con là gì hả? Đưa chút tiền cho em trai con tiêu thì sao chứ? Mấy năm nay nuôi con ăn học chẳng phải là để kiếm tiền cho em trai con tiêu sao? Cái đồ ăn cháo đá bát này, mẹ đúng là nuôi con tốn công vô ích rồi. Dương Quế Hoa phẫn nộ quát lên. Cho dù là tiền của con hết rồi thì mẹ vẫn còn tiền tiết kiệm đúng không? Mẹ à, bố là trụ cột của nhà ta đấy, không thể mất ông ấy được. Mục Tâm Lan kiên trì nói, không phải cô ấy không muốn cho em trai tiêu tiền mà đây là số tiền cô vất vả kiếm được. Vì muốn bố mẹ có thể an hưởng tuổi già, ngay cả chai nước uống cô cũng không dám mua, ai ngờ lại bị thằng em đánh bài thua hết. Bây giờ bố cô không có tiền chữa bệnh, cô thực sự rất đau buồn. Sao nào, con còn tơ tưởng đến số tiền tiết kiệm của bọn ta sao? Con đi học tốn biết bao nhiêu tiền của mẹ, con còn không rõ sao? Số tiền đấy đưa cho nhà lão Lý rồi. Dương Quế Hoa nói, em trai con và con gái nhà lão Lý qua lại hơn 2 năm rồi. Nếu không phải vì bố con thì đầu xuân năm nay là cưới rồi, Tôn Đại Thần nói làm việc hỉ là điều tốt nhất cho bố con, xong xính lễ rồi, bây giờ nhà mình làm gì còn tiền nữa. Bệnh của bố con có chữa hay không thì vẫn thế, con tưởng rằng có thể chữa khỏi sao, Tôn Đại Thần đã bó tay bỏ chạy rồi, bệnh viện càng không có ích. Cái gì? Mục Tâm Lan sững sờ, đưa số tiền bản thân kiếm cho em trai mua xe, lấy tiền mà bố tích góp để cho em trai cưới vợ. Bây giờ ông ấy nằm trên giường chờ chết, không có tiền chữa bệnh, Mục Tâm Lan lo lắng òa khóc. Mục Tiểu Lộ, đồ khốn nạn, ông ấy là bố mày. Mày cưới vợ là quên bố sao? Mục Tâm Lan đau khổ gào lên. Chị à, Tôn Đại Thần nói làm việc hỉ nói không chừng bố có thể khỏe lại, chị mắng em cái gì chứ, em chỉ nghe theo lời mẹ thôi, hơn nữa, sau này em chính là trụ cột của cái nhà này. Mục Tiểu Lộ bực bội nói, cậu ta cúi đầu. Biểu cảm cứng đầu, không chịu thua. Đúng, là mẹ nói, con đừng có dọa nạt em trai nữa, có giỏi thì lấy tiền chữa bệnh cho bố con đi, bây giờ em trai con vẫn chưa kết hôn, qua hơn 20 tuổi thì cái làng này còn ai đồng ý gả cho nó nữa chứ. Còn người bố sống dở chết dở, bây giờ con gái nhà lão Lý đồng ý rồi phải chốt nhanh, mặc kệ sự sống chết của bố con, chắc chắn ông ấy cũng muốn trước khi chết được nhìn thấy em trai con kết hôn, làm việc hỉ là tốt nhất. Dương Quế Hoa nghiêm nghị nói. Lời nói của mẹ khiến Mục Tâm Lan thất vọng tràn trề, cô cũng biết quan niệm trọng nam khinh nữ nhưng cô không ngờ mẹ mình lại tuyệt tình như thế, ngay cả sự sống chết của bố cũng không màng, cứ nhất quyết đòi cưới vợ cho con trai, còn bảo là phải làm việc hỉ. Trong mắt họ, lẽ nào sống chết của bố lại không đáng một xu như thế sao? Tần Lâm cũng không biết nói gì, thực sự cạn lời với loại người này, mê tín dị đoan, coi sự bất hiếu và bất lực là điều hiển nhiên. Hơn nữa lúc này Mộc Tâm Lan đã bị hai mẹ con Mộc Tiểu Lộ gạt bỏ ra bên ngoài, hai người này đúng là kỳ lạ. Mộc Tâm Lan vô cùng chán nản. Lan à, mẹ con nói đúng, cái thân già của bố chết thì chết thôi, cũng chẳng có gì ghê gớm, khụ khụ, chuyện kết hôn của em trai con là quan trọng nhất. Mộc Đạt Hoa thều thào, nói một cách nhọc nhằn. Mộc Tâm Lan hướng ánh mắt về phía người bố, trong ánh mắt của ông ấy ngoài sự đau khổ ra còn có sự tuyệt vọng vô tận. Bởi vì ông biết mình chắc chắn sẽ chết, cho dù là tốn tiền cũng chỉ là đợi chết mà thôi. Chị xem, bố đã nói thế rồi. Mục Tiểu Lộ không phục nói. Bốp! Mục Tâm Lan thực sự không chịu nổi nữa, giơ tay tát Mục Tiểu Lộ. Mẹ xem kìa, chị đánh con. Mục Tiểu Lộ đỏ ửng mắt, ấm ức nói. Mục Tâm Lan, con phản rồi đúng không?
con dám đánh em trai sao, con đánh mẹ đi. Dương Quế Hoa vừa phẫn nộ nói vừa vuốt ve mặt con trai. Tầm Lâm cười khẩy, cái nhà này đúng là dở hơi, còn Mục Tiểu Lộ là kẻ chẳng có tài cán gì, một thằng con bám váy mẹ không có chính kiến của bản thân. Tôi là bác sĩ, để tôi thử xem. Tần Lâm nói. Anh Tần, anh, .ans thực sự chữa được sao? Mục Tâm Lan nói. Đợi đã, cậu là bác sĩ sao? Tốn bao nhiêu tiền hả? Tôi nói cho cậu biết, nhà tôi không có tiền đâu. Dương Quế Hoa lạnh lùng nhìn Tần Lâm từ đầu tới chân rồi nói. Không cần tiền, tôi là bạn của Mộc Tâm Lan. Tần Lâm cau mày nói, mở mồm ra là nhắc đến tiền, trong mắt loại người đúng là không có gì ngoài tiền. Anh Tần, nhờ cả vào anh. Mộc Tâm Lan nhìn Tần Lâm với ánh mắt chan chưa tình cảm, bây giờ cô đã bó tay rồi, không có tiền đi bệnh viện chữa bệnh, anh Tần là bác sĩ, anh ấy thực sự có cách sao? Yên tâm, có tôi ở đây. Tần Lâm gật đầu, sờ mạch đập của Mộc Đạt Hoa, thực sự rất yếu ớt. Hơn nữa mọi chức năng trong cơ thể đang không ngừng thoái hóa, hoàn toàn không giống người đàn ông cường tráng hơn 40 tuổi. Nghe Mộc Tâm Lan nói trước đây bố cô rất khỏe mạnh, chỉ nửa năm nay mới gầy đi, bây giờ chỉ còn da bọc xương. Tần Lâm sờ người Mộc Đạt Hoa, thực sự có rất nhiều sỏi không rõ, ngay cả khoa học cũng không thể giải thích được, đây hoàn toàn không giống với sỏi thận, đập vỡ là được. Giống như cô nói trước đây, trong người bố cô thực sự có rất nhiều sỏi. Cuối cùng có thể sẽ chết vì đau đớn, có một vài chỗ không thể nào làm phẫu thuật được. Tần Lâm trầm giọng nói. Vậy thì phải làm sao? Bố tôi thực sự không cứu được nữa sao? Mộc Tâm Lan thất vọng tràn trề, lòng như cho nguội. Cũng không phải không có cách, chỉ là hơi rắc rối thôi. Tần Lâm suy nghĩ một lát rồi nói. Chỉ cần anh có thể cứu bố tôi, anh bảo tôi làm gì tôi cũng sẽ làm. Mộc Tâm Lan sốt ruột nói. Vậy được, tôi chuẩn bị châm cứu. Tần Lâm nói. Đồ lừa bịp, anh mà châm cứu vớ vẩn cho bố tôi thì đừng hòng đi đâu. Mục Tiểu Lộ lạnh lùng nói. Tần Lâm chẳng thèm để ý đến cậu ta, nói trắng ra là muốn ăn vạ, nếu như không chữa khỏi cho Mộc Đạt Hoa, bọn họ sẽ đổ trách nhiệm lên đầu anh. Anh Tần yên tâm, cho dù không chữa được thì chúng tôi cũng sẽ không đổ lỗi cho anh. Mục Tâm Lan khó xử nói. Cởi áo của ông ấy ra. Tần Lâm lắc đầu, lấy kim bạc ra, bắt đầu châm cứu trên người Mộc Đạt Hoa. Được. Mộc Tâm Lan nhanh chóng cởi áo của bố ra, trên người ông ấy chỗ tím chỗ xanh, trông rất kỳ quái. Tần Lâm nhanh chóng cầm kim, liên tục châm vào người Mộc Đạt Hoa. A! À, Mộc Đạt Hoa gào lên, đau đến mức toát mồ hôi lạnh, cả người như muốn đứng dậy. Bố không sao chứ? Mộc Tiểu Lộ lo lắng hỏi. Bố tôi mà có mệnh hệ gì thì anh đừng hòng thoát tội. Mục Tiểu Lộ phẫn nộ nhìn Tần Lâm hống hách nói, cậu ta chắc chắn rằng Tần Lâm không thể nào chữa khỏi bệnh cho bố mình, đến lúc đó nhân cơ hội đòi một khoản tiền từ anh, chẳng phải ngon quá rồi còn gì. Tiểu Lộ lùi xuống. Mục Tâm Lan quát lên. Tần Lâm tiếp tục châm cứu, tiếng kêu chói tai của bố khiến lòng cô đau như cắt, có điều cô đã lựa chọn tin tưởng Tần Lâm rồi thì không thể ngăn anh lại vào lúc này được. Ông chịu được chứ? Tần Lâm hỏi Mộc Đạt Hoa. Chết tôi còn không sợ thì có gì mà chịu không nổi chứ? Mộc Đạt Hoa cười đau khổ, cả người rã rời, hoàn toàn mất đi phần lớn tinh khí thần, ngay cả tiếng kêu cuối cùng cũng trở nên yếu ớt, không chút sức lực. Tần Lâm tổng cộng châm 30 cây kim lên người Mộc Đạt Hoa, từng cây kim đều vô cùng chuẩn xác, đâm vào sỏi, kim bạc tác dụng lực đập vỡ sỏi, trở thành vô số mảnh vụn, còn nhanh chuẩn chắc hơn tán sỏi bằng laser. Nhưng Tần Lâm cũng tốn rất nhiều sức lực, làm vỡ sỏi bằng kim bạc cần dùng một lực rất lớn, vận hành nội lực mới có thể đạt được hiệu quả, 39 viên sỏi đều bị làm vỡ, mặt Tần Lâm cũng toát mồ hôi, mất một tiếng đồng hồ mới thực hiện xong. Tần Lâm thở phào nhẹ nhõm, gật đầu với Mộc Tâm Lan, lúc này Mộc Đạt Hoa đã đau đến mức ngất lịm đi. Lấy giấy bút đến đây, tôi viết đơn thuốc cho cô, nhanh chóng đi bốc thuốc. Tối nay phải dùng đến rồi. Tần Lâm nói. Được. Mộc Tâm Lan vội lấy giấy bút đến. Tần Lâm nhanh chóng viết đơn thuốc lên giấy, Dương Quế Hoa thấy vậy liền không vui. Cái này tốn bao nhiêu tiền hả? Chắc phải mất chục nghìn tệ à? Mặc dù Dương Quế Hoa là người nhà quê, nhưng bọn họ ở gần núi Trường Bạch, rất nhiều người sống bằng nghề hái thuốc, những nguyên liệu mà Tần Lâm đa phần trong nhà họ đều có. Những dược liệu này nhà tôi đều có.
Mộc Tâm Lan mừng rỡ. Con làm cái gì đấy? Dương Quế Hoa kéo con gái, trừng mắt nhìn cô. Con đi lấy thuốc cho bố. Mộc Tâm Lan sững sờ. Số dược liệu đấy vừa mới phơi xong, đợi cuối năm bán, ít nhất phải được hơn 10.000 tệ đấy. Nếu đưa hết cho bố con dùng thì khi nào em trai con mới lấy vợ được hả? Dương Quế Hoa hừ lạnh lùng nói. Mộc Tâm Lan lập tức sốt ruột. Mẹ, cứu người quan trọng. Dương Quế Hoa nói. Nếu như nhất định có thể cứu được bố con thì mẹ cũng không nói làm gì, nhưng mẹ thấy cậu ta chẳng có tài cán gì. Nhỡ may không cứu được bố, thì cái đống dược liệu trị giá cả chục nghìn này chẳng phải đi tong sao? Đó là chỗ dược liệu mà em trai con đã phải vất vả lên núi hái đấy. Mục Tiểu Lộ nhỏ giọng lầm bầm, có vẻ như cực kỳ khó chịu. Đúng vậy, đó là em vất vả khổ cực, đội mưa to bão lớn đi hái, em còn phải giữ lại để lấy vợ. Tiền dược liệu tính hết cho tôi. 20.000 đúng không? Tôi sẽ chuyển cho mấy người. Tần Lâm nhìn Mộc Tâm Lan, bệnh tình của người bệnh rất nguy hiểm, Tần Lâm thực sự lười nói nhiều với hai con dế chũi thiếu văn hóa này. Coi như quyên tiền từ thiện vậy, huống hồ là anh nể mặt Mộc Tâm Lan. Đừng nói đến 20.000, cho dù có là 2 triệu thì trong mắt Tần Lâm cũng chỉ là vài tờ giấy mà thôi. Dương Quế Hoa liên tục nói không ngừng nghỉ. Tâm Lan, con mau xem tiền đã đến tài khoản chưa? Chúng ta không cần đi bán nữa, em trai con một mình kiếm được nhiều dược liệu thế này, bị ép giá nhiều lắm. Tay Mộc Tâm Lan run rẩy, cô ấy tức đến mức hai mắt long sòng sọc. Hai người còn có nhân tính không? Hai người không biết xấu hổ à? Tiền chữa bệnh của bố con, mấy người còn bắt anh Tần đưa. Mộc Tâm Lan nắm chặt nắm đấm, một đồng tiền khó đánh đổ anh hùng, trong tay cô không có tiền, kiếm được bao nhiêu đều gửi về cho gia đình, để gia đình dùng, tiền tiết kiệm cũng bị em trai trộm hết, Mộc Tâm Lan cảm thấy hoa mắt chóng mặt, mắt tối sầm lại. Dương Quế Hoa bĩu môi, nói như đúng rồi. Cậu ta không đưa thì ai đưa, nhỡ may khiến chồng mẹ chết thì nửa đời sau mẹ sống thế nào? Dược liệu cũng đắp vào rồi, tiền mất tật mang, phụ mua bán thua lỗ này, mẹ chắc chắn không làm, còn nghĩ mẹ ngu à? Mau lên, mau chuyển tiền cho tôi, chuyển bằng ZaloPay cũng được. Không có tiền thì cậu đừng có động vào dược liệu, đó là mạng của tôi, là tiền để lấy vợ cho nhà họ Mộc này. Mấy năm nay, bố con tốn nhiều tiền như vậy, ở nhà ăn không ngồi rồi, con có biết không không? Mẹ phải hầu hạ ông ấy dọn phân dọn nước tiểu, con có biết không? Mộc Tâm Lan lòng tàn như cho, nhìn Tần Lâm nói. Chỗ tiền này tôi nhất định sẽ trả lại cho anh Tần. Mộc Tâm Lan chuyển tiền cho Dương Quế Hoa, Dương Quế Hoa cười tươi như hoa, 20.000 là số tiền mà một nhà ở thôn bọn họ kiếm được trong một năm, hơn nữa còn phải dựa vào ông trời để sống, nhỡ may không hái được dược liệu tốt thì chắc một năm không kiếm được gì. Mộc Tiểu Lộ cầm điện thoại của mẹ mình, kích động vô cùng. Mẹ, mẹ, mau lại đây. Mau đưa dược liệu cho con. Sắc mặt Mộc Tâm Lan vô cùng khó coi, cổ họng như bị bứ lại, nói chuyện cũng vô cùng khó khăn, lửa giận của cô ngùn ngụt, xông thẳng lên trời, suýt nữa bị mẹ và em trai mà làm tức chết. Lúc trước bọn họ mặc dù đối xử rất tốt với em trai, có hơi trong nam khinh nữ, nhưng cũng không đến mức không biết xấu hổ thế này. Bố ngã xuống, nửa năm này có thể tưởng tượng được ông ấy sống thế nào, sự tuyệt vọng trong mắt ông khiến Mộc Tâm Lan đau lòng. Đúng là sống không bằng chết. Nếu như thực sự không sống tiếp được, không còn hy vọng với cuộc sống thì ai đồng ý chết đi chứ? Mộc Tâm Lan sau khi lấy được dược liệu từ Mộc Tiểu Lộ, nghiền nát nó, sau đó, đun trong một giờ, được một nồi thuốc cao. Tần Lâm nói, bôi một lớp lên toàn cơ thể ông ấy, bôi dày khoảng 1 cm là được, nhớ phải bôi đều toàn thân. Thôi thế, chị, em không chịu được, chị tự bôi đi, uệ. Mộc Tiểu Lộ biến mất như một làn khói, Mộc Tâm Lan cũng bất lực, có điều chỉ cần chữa bệnh cho bố, cho dù có bắt cô ăn thì cô ấy cũng sẽ không chối từ. Mẹ đi xem em trai con chạy đi đâu. Dương Quế Hoa bịt mũi xông ra ngoài, có thể thấy, bà ta cũng không chịu nổi cái mùi này, thực sự thối quá, một ngạt vô cùng, khiến người khác không chịu nổi. Sau đó trong phòng chỉ còn lại Tần Lâm và Mộc Tâm Lan. Để anh Tần cười chê rồi. Mộc Tâm Lan biết anh Tần khó xử, gia đình mình làm ra chuyện ô nhục như vậy, Tần Lâm đều thấy hết. Tần Lâm lạnh lùng nói. Con không trách mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo, có người sống như cái xác biết đi, còn chẳng có tình thân, thế thì khác gì cầm thú chứ.
Mộc Tâm Lan có hàng vạn điều muốn làm mà không làm được, thân làm con gái, làm chị, cho dù cô ấy có muôn vàn điều không muốn, muôn vàn thứ không phục thì sao chứ? Chỉ có điều tim cô vẫn có cảm giác lạnh đến thấu xương. Mộc Tâm Lan bôi thuốc cho bố xong, đã là 2 giờ chiều rồi, lúc này Mộc Tiểu Lộ và Dương Quế Hoa mới lững thững đi về. Dương Quế Hoa oán trách nói. Sao không đợi mẹ một lúc? Mẹ mới đi một tí thôi mà con đã bôi xong thuốc cho bố con rồi à, nhanh thế. Tâm Lan, em về rồi à? Có người đứng ở cửa gọi, khiến Mộc Tâm Lan nhíu mày, đó là con trai của trưởng thôn, Chu Đại Sướng. Anh ta vẫn luôn thèm thuồng cô, từ nhỏ đến lớn đều muốn lấy cô làm vợ, nhưng Mộc Tâm Lan không thích anh ta đã đi khắp nơi rêu rao bảo phải lấy cô làm vợ rồi. Mộc Tâm Lan trầm giọng nói. Anh đến đây làm gì? Chu Đại Sướng nghênh ngang đi vào cổng, mặt mày hớn hở, trông y hệt một con heo. Đương nhiên là đến xem vợ chưa cưới của anh rồi, hi hi hi. Mặt Mộc Tâm Lan lạnh lẽo, tức giận nhìn Chu Đại Sướng. Chu Đại Sướng, anh đừng có không biết xấu hổ như vậy. Đây là nhà tôi, anh muốn làm gì ở đây? Mộc Tiểu Lộ chạy đến bên Chu Đại Sướng, cười hi hi nói, trông có vẻ rất thân thiết, ít nhất còn thân hơn chị cậu ta. Anh rể, anh đến rồi. Mộc Tâm Lan khẽ mắng. Mộc Tiểu Lộ, em nói cái gì vậy? Chu Đại Sướng kiêu ngạo nói. Tâm Lan, dì Mộc đã đồng ý gả em cho anh rồi, em bây giờ là vợ chưa cưới của anh. Mộc Tâm Lan bất ngờ. Cái gì, mẹ, anh ta nói cái gì thế? Dương Quế Hoa trầm giọng nói. Em trai con lấy vợ cần 100.000, con nói xem phải lấy đâu ra, lão Lý nhà người ta đòi 200.000. Mẹ mượn đông mượn tây, lấy hết tiền trong nhà vẫn không đủ, may mà Chu Đại Sướng vẫn luôn một lòng hướng về con, vẫn luôn đợi con quay lại, hơn nữa nhà trưởng thôn cũng đồng ý đem xính lễ qua trước, như thế mới giải quyết được vấn đề của em con. Con phải cảm ơn Chu Đại Sướng đấy, đây mới là con rể tốt. Tim Mộc Tâm Lan run lên, đây chẳng phải bán con gái sao? Mẹ, sao mẹ có thể đòi tiền người ta như vậy, chuyện hôn sự của con. Tự con quyết định, con không cần mẹ động vào. Vì chuyện cưới hỏi của con trai mà coi con gái như đồ đạc mà bán đi, đây là việc một người mẹ nên làm sao? Dương Quế Hoa quyết tâm nói. Con bị sao vậy? Mẹ là mẹ con đúng là đứa con gái bất hiếu, con về nhà biết làm gì hả? Ngoài trừ bắt chẹt em con, bây giờ còn chẳng nghe lời mẹ. Đúng là con gái lớn không giữ được, Chu Đại Sướng là con trai trưởng thôn, có gì không xứng với con chứ? Con nói đi, con đi ra ngoài học mấy năm đại học, thực sự nghĩ mình là thiên kim tiểu thư à? Bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy, mẹ nói là phải làm, con nhất định phải gả cho Chu Đại Sướng. Lần này về đừng hòng đi nữa, chuẩn bị kết hôn với Đại Sướng đi, sinh cho nhà lão Chu một bé trai mập mạp, nối dõi tông đường, mẹ với em trai con còn được nhờ, về sau nhà trưởng thôn sẽ là họ hàng của chúng ta. Mẹ, sao mẹ có thể như vậy chứ, con không làm. Nước mắt Mộc Tâm Lan rơi xuống, mình một lòng vì gia đình, nhưng sau khi về, lại bị làm tổn thương đến vậy, bệnh của bố, bọn họ dương mắt xem không màng đến, đòi cả tiền của người ngoài để chữa bệnh cho bố. Đúng là không biết xấu hổ, sau đó còn bán cô ấy đi. Nói thì hay, bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy, đây chẳng phải là muốn ép gả sao. Bây giờ là thời đại tự do yêu đương, ai lại muốn ở lại cái vùng quê nghèo này, cả đời không đi đâu chứ. Mộc Tâm Lan bực bội, không có ai có thể hiểu được, mẹ cô vì em trai mà không có bất kỳ tình cảm nào với cô và bố, bố cô đã trở thành người tàn tật, bà ta cũng chẳng quan tâm từ lâu rồi, mà thân làm con gái, gả đi như bát nước hất ra ngoài, bà ta cũng không muốn chi tiền cho mình, chỉ muốn lợi dụng mình, bòn rút gái chị cuối cùng của cô, đó chính là đồng ý gả cô cho con trai trưởng thôn Chu Đại Sướng. Tuyệt vọng từ trong lòng, không thể chịu nổi, Mộc Tâm Lan cảm thấy trời đất như sụp đổ. Tần Lâm lạnh nhạt nói. Thời đại nào rồi mà còn có kiểu ép gả ép cưới. Làm người khác khó chịu, cho dù có là bố mẹ ruột thì cũng không cần để ý. Chu Đại Sướng chỉ vào Tần Lâm, lạnh lùng quát. Anh là ai, dám ngang ngược trong thôn của chúng tôi. Vợ tôi là thứ mà anh có thể khoa tay múa chân à. Anh cho rằng tôi sẽ sợ người thành phố các anh sao. Tôi nói cho anh biết, cách xa vợ tôi ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Mộc Tâm Lan hơi lo lắng, sợ thằng điên Chu Đại Sướng sẽ khiến anh Tần khó xử. Chu Đại Sướng, anh đừng có như con chó dại, muốn cắn ai là cắn,
anh Tần không liên quan đến tôi. Chu Đại Sướng hung hăng nhìn chằm chằm Mộc Tâm Lan. Anh nhổ vào, mẹ kiếp, không có liên quan mà chữ nào chữ nấy anh Tần à. Sao em không gọi anh một tiếng anh Chu? Bây giờ em là vợ anh đấy, là con dâu của nhà họ Chu đấy, em dám cấu kết với thằng đàn ông khác, anh đánh chết em. Mộc Tâm Lan tức giận nói. Anh đúng là thằng tồi. Thằng tồi, em nói đúng đấy, anh là thằng tồi, ha ha ha. Có điều anh thích em, anh phải lấy bằng được em làm vợ, xính lễ anh đưa rồi, em còn muốn chối bỏ trách nhiệm à? Không có cửa đâu. Chu Đại Sướng nói năng chắc nịch, như kiểu đã ăn chắc Mộc Tâm Lan rồi. Mộc Tâm Lan lo lắng bất an, anh ta cũng không phải loại hiền lành gì, lúc trước bản thân cô khi còn ở trong thôn, anh ta cũng hay trêu đùa cô, luôn muốn cưới cô làm vợ, nhưng Mộc Tâm Lan là người có học, sao cô ta có thể thích loại lưu manh như Chu Đại Sướng được. Hơn nữa cái vùng nông thôn hẻo lánh này, cô ấy đã rời đi rồi thì chẳng bao giờ muốn quay lại nữa. Chu Đại Sướng bí mật cấu kết với mẹ cô, bán cô đi, Mộc Tâm Lan tức đến mức run rẩy, hơn nữa còn không cho cô ấy đi, đây là chuyện mà cô ấy lo lắng nhất, nhỡ may bản thân bị bọn họ nhốt lại thì phải làm sao. Có tôi ở đây, không ai có thể ép được cô. Tần Lâm lạnh lùng nói, sắc mặt Chu Đại Sướng lập tức trở nên u ám hơn. Con yên tâm, Đại Sướng, có thím ở đây quyết định, con đã đưa xính lễ rồi, thím sao có thể để con trắng tay quay về. Lời con bé nói đâu có tính, người lớn ở đây, đâu đến lượt nó quyết. Dương Quế Hoa nịnh nọt cười nói, Chu Đại Sướng là bá vương thôn này, ỷ vào địa vị trưởng thôn của bố, chẳng coi ai ra gì. Mộc Tâm Lan nghiến răng nghiến lợi. Con không gả, dù sao con cũng không gả, thích gả thì mẹ đi mà gả. Dương Quế Hoa nổi giận mắng. Con nhãi thối, con nói cái gì vậy? Con bắt mẹ gả, mẹ là mẹ con, là mẹ ruột của con đúng là cái đồ không có lương tâm. Tim Mộc Tâm Lan đã bị mẹ cô và em trai làm cho tan nát, lúc này trong lòng cô đầy sự đau đớn, mẹ cô nhân lúc cô không ở nhà, bán cô đi. Đây là chuyện cô không thể tin nổi, nó đã lật đổ tam quan của cô. Chuyện của con, tự con quyết. Tôi là bạn trai của Tâm Lan, ai dám động vào Tâm Lan, đừng trách tôi không khách khí. Tần Lâm đánh ra một chưởng, đánh vào cái cối xay bằng đá ở cổng, cối xay đá vững chắc trong chốc lát đã vỡ vụn. Tim Mộc Tâm Lan khẽ run, khuôn mặt đẹp đỏ ửng lên, trong lòng khổ sở, thở dài một tiếng, cô mà có một người bạn trai tốt như anh Tần thì ổn quá. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Chu Đại Sướng vốn đang muốn tranh cãi với Tần Lâm cũng tái mét mặt. Mẹ kiếp, có nhầm không vậy, một chưởng đánh vỡ cối xay bằng đá, anh còn muốn làm gì vậy? Chu Đại Sướng cân nhắc thiệt hơn, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng không dám cậy mạnh với Tần Lâm, nếu không đúng là muốn chết. Chu Đại Sướng mặc dù ngông cuồng nhưng chưa đến mức đần độn, trừ phi mất não nếu không ai dám cậy mạnh với Tần Lâm hậu quả chắc chắn không tưởng tượng được. Mục Tiểu Lộ ở bên cũng sợ đến run rẩy. Tần Lâm trông có vẻ nho nhã, một người đàn ông tốt tính, nhưng không ngờ lại là một tên hung hăng, ngay cả Chu Đại Sướng ngày thường kiêu ngạo, cũng phải rút lui, không dám nói gì. Chu Đại Sướng bực bội hết sức, mẹ kiếp chứ, tôi đến tìm vợ, lại bị người ta quát mắng, vậy ông đây chẳng phải mất hết mặt mũi sao? Chuyện này không thể để yên được. Anh ta tiến lên một bước, tát vào mặt Dương Quế Hoa mặt mày kinh ngạc, bị tát mà hồn bay phách lạc. Chu Đại Sướng, cậu tát tôi làm cái gì? Tôi không tát bà tôi tát ai? Mộc Tâm Lan có bạn trai, tại sao bà không nói với tôi? Bà còn muốn cho con bà một vợ hai chồng à, Dương Quế Hoa, mẹ kiếp, bà đúng là không biết xấu hổ, bà không muốn sống ở thôn này nữa à, bây giờ biết tại sao tôi tát bà chưa? Chu Đại Sướng cuối cùng cũng thỏa mãn, tôi không dám đánh tên đó nhưng tôi không dám đánh bà chắc. Ông đây tức đến mức phải xả giận. Mục Tiểu Lộ tiến lên, hoảng loạn hỏi, ôm lấy mẹ anh ta, toàn thân run rẩy. Mẹ không sao chứ? Mục Tâm Lan cũng tức giận. Dù có sai ngàn vạn lần thì Dương Quế Hoa vẫn là mẹ cô, bị tát trước mặt mọi người thế này, cô cũng không chịu nổi. Mộc Tâm Lan nói, Chu Đại Sướng, anh quá đáng quá rồi, chẳng phải chỉ là tiền sao, sau này tôi sẽ trả anh. Được, tôi cũng là người biết lý lẽ, tôi không làm khó mấy người, 100.000 tiền xính lễ, một đồng một cắc cũng không được thiếu, xong việc chúng ta hết quan hệ, không thành vấn đề chứ. Chu Đại Sướng bất lực nói. Chuyện này cũng đâu trách được anh ta, cho dù thế nào anh ta cũng cây ngay không sợ chết đứng.
mọi chuyện đều không thể tránh khỏi chữ lý, mẹ em lấy tiền của anh, sau đó hứa gả em cho anh một lòng một dạ vì em là sai sao? Giờ em có bạn trai rồi, chuyện này đã không thể tiếp tục nữa, anh lấy lại tiền thuộc về mình cũng là chuyện bình thường mà, mẹ em lấy anh ra làm trò đùa, lẽ nào anh không nên dạy dỗ bà ta à? Nhà họ Mộc các em thấy anh dễ ức hiếp lắm à? Tiền đã đưa cho con gái nhà lão Lý hết rồi, không còn nữa. Dương Quế Hoa cắn môi nói. Đù má, còn dở trò ngang ngược với tôi đúng không? Chu Đại Sướng không cần biết đúng sai, lại vung tay tát vào mặt Dương Quế Hoa. Dương Quế Hoa bị tát quay một vòng 360 độ, hoa mắt chóng mặt. Mục Tiểu Lộ đứng bên cạnh run rẩy, trốn sau lưng Dương Quế Hoa, không dám cả thở mạnh. Chu Đại Sướng, anh muốn thế nào? Anh có thôi ngang ngược ở nhà họ Mộc chúng tôi đi không? Mộc Tâm Lan chắn trước mặt Dương Quế Hoa, tức giận nhìn Chu Đại Sướng. Đủ rồi, tôi trả tiền cho anh cũng đã đánh người ta rồi, chuyện này kết thúc ở đây đi, cũng như anh vừa nói, mọi chuyện đều không tránh khỏi chữ lý. Tần Lâm lạnh nhạt nói, hai cái tát này đã khiến Dương Quế Hoa xây sầm mặt mày rồi. Bản thân anh chỉ là người ngoài nên cũng không cần phải xen vào. Nhưng thấy Mộc Tâm Lan khó xử, anh không thể đứng ngoài cuộc. Hay, người thành phố quả nhiên rất quyết đoán, không nói vòng vo, tốt, tôi cầm tiền sẽ đi ngay, hủy bỏ cuộc hôn nhân này, nhưng nhà họ Mộc các người sau này còn dám làm chuyện như này nữa thì sẽ không xong với tôi đâu. Chu Đại Sướng mạnh mồm nói, liếc nhìn sang Tần Lâm, anh ta cũng sợ Tần Lâm tức giận, lần này anh ta cũng coi như là lấy lại được thể diện rồi, cũng đã tát Dương Quế Hoa hai phát khiến cơn tức nguôi ngoai. Nhưng trong lòng anh ta vẫn cực kỳ bức bối, nếu không phải sợ quyền uy của Tần Lâm, anh ta chắc chắn sẽ không chịu giàn hòa. Anh Tần, em nhất định sẽ trả lại tiền cho anh. Mộc Tâm Lan vô cùng cảm động, lúc này Dương Quế Hoa căn bản không biết kiếm đâu ra tiền đưa hết cho nhà lão Lý làm xính lễ rồi. Nghĩ thế Mộc Tâm Lan lại thấy tức, nhưng dù sao cũng là mẹ mình, cô ấy không thể dương mắt nhìn mẹ mình bị đánh được. Mặc dù Chu Đại Sướng đáng giận. Nhưng suy cho cùng, mẹ cô mới chính là kẻ đầu têu. Bạn đã nhận được 100.000 tệ. Chu Đại Sướng nhận được tiền liền quay người rời khỏi nhà họ Mộc, nhưng trong lòng càng lúc càng thấy bức bối, chuyện này chắc chắn không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Không được, tôi phải đi tìm lão Lý. Ánh mắt Chu Đại Sướng lạnh lùng nói. Có tiền sao không sớm đưa ra? Hại mẹ bị ăn hai phát tát, con hài lòng chưa? Đúng là đứa con gái không có lương tâm. Dương Quế Hoa ấm ức, khuôn mặt đã hơi sưng đỏ lên. Đúng vậy, em thấy hai người chắc chắn là cố ý. Chị có còn là người không, nếu em mà có tiền, thấy mẹ bị đánh thì em đã nhanh chóng lấy tiền ra rồi. Mục Tiểu Lộ lúc này đứng dậy, ưỡn ngực thẳng lưng, nạt nộ chị gái. Vừa rồi, khi người ta đánh mẹ cậu, sao cậu không cứng cỏi như vậy? Hiện giờ lại hăng hái với chị mình thế, cả nhà các người đang chó cậy gần nhà à? Tần Lâm lạnh lùng nói, Mộc Tâm Lan thật sự chịu ấm ức quá, anh cũng không nhìn nổi, nhưng dù sao cũng là chuyện nhà người ta, anh vốn dĩ không muốn xen vào. Cậu nói gì, không có 500.000 thì đừng mơ lấy con gái của tôi. Đừng tưởng cậu là người thành phố mà tôi sợ cậu, có bản lĩnh thì cậu đánh tôi đi, đánh đi. Dương Quế Hoa vỗ vào mặt mình, trợn mắt nhìn Tần Lâm nói, nếu anh đã có tiền thì tôi chắc chắn phải đòi nhiều. Đúng vậy. Muốn lấy chị gái tôi, không có 500.000 thì đừng hòng. Mục Tiểu Lộ đứng bên cạnh mẹ cổ vũ. Hai người có thôi đi không? Chê con chưa đủ xấu hổ à? Trong mắt mẹ, con gái mẹ đáng giá nhiều tiền thế hả? Con là con gái mẹ, không phải là hàng hóa để mẹ mua bán. Cả người Mộc Tâm Lan run lên vì tức giận, trách móc. Được, con luôn đúng, mẹ gọi con là mẹ nhé, được không? Dương Quế Hoa tức đến nỗi hổn hển nói. Khiến mẹ mình mất mặt trước mặt người ngoài, đây là chuyện người con có hiếu nên làm à? Dương Quế Hoa chế nhạo. Lúc này, điện thoại Tần Lâm vang lên, Tần Lâm nhận điện thoại, nói vài câu rồi nhìn sang Mộc Tâm Lan. Anh phải vào trong thành phố, tối nay còn có việc. Tần Lâm nói. Chê chúng tôi là dân nông thôn thì cứ nói thẳng, những không có 500.000 thì đừng mơ lấy con gái tôi. Mẹ bớt nói vài câu đi có được không? Mộc Tâm Lan kéo Tần Lâm ra ngoài cổng, mặt đầy vẻ xin lỗi. Xin lỗi anh Tần, em cũng không ngờ mọi chuyện này thành như thế này, đều là lỗi của em, có lẽ em không nên đưa anh đến đây, anh đừng để ý, sau khi trở về,
em nhất định sẽ cố gắng trả lại tiền cho anh nhanh nhất có thể, tổng cộng 200.000, em đã nhớ kỹ rồi. Mộc Tâm Lan nói nhấn mạnh từng câu từng chữ. Đừng lo lắng về chuyện tiền bạc, em đi xem bố em đi, không có gì ngoài ý thì ngày mai bệnh của bố em sẽ gần hồi phục rồi. Mấy viên sỏi thận sau khi bị phá sẽ được thuốc hấp thụ và thải ra ngoài theo lỗ chân lông. Mặc dù rất đau, nhưng đúng thuốc đúng bệnh, chắc chắn sẽ không để lại bất kỳ di chứng nào. Tần Lâm nói, em không biết nên cảm ơn anh như thế nào nữa, anh giúp em nhiều như vậy mà em còn để anh thấy chuyện cười nữa. Mộc Tâm Lan nói với khuôn mặt khổ sở, anh Tần đã tận tình giúp đỡ cô hết lòng rồi. Bệnh của bố em là quan trọng nhất, không sao đâu, anh đi trước đây. Tần Lâm gật đầu, quay người rời khỏi nhà họ Mộc. Sau khi Tần Lâm rời đi, Dương Quế Hoa vội vàng kéo Mộc Tâm Lan vào phòng, đóng chặt cửa. Thằng nhóc kia có tiền đúng không? 500.000 tệ đối với cậu ta mà nói chắc không khó đâu nhỉ. Nếu có 500.000 tiền xính lễ thì nhà chúng ta sẽ trở thành người giàu có nhất thôn rồi, ngay cả trưởng thôn cũng không giàu bằng chúng ta. Hai mắt Dương Quế Hoa phát sáng, tựa núi mà sống tựa sông mà ăn. Chỗ bọn họ không phải là khu du lịch núi Trường Bạch, xa xôi hẻo lánh, có thể tự cung tự cấp đã tốt lắm rồi, cả thôn không nhà ai có thể bỏ ra hàng trăm nghìn. Mẹ, mẹ nói linh tinh gì vậy? Mẹ đừng có mà nghĩ cách moi tiền anh Tần nữa. Trong lòng Mộc Tâm Lan thấp thỏm không yên, anh Tần có khinh thường cô không? Có ghét cô không? Mẹ moi tiền đâu? Hừ, là cậu ta muốn lấy con gái mẹ đấy chứ? Đây là con rể vàng hàng thật giá thật. Lấy 100.000 tệ ra mà không chút do dự, nếu không thích con thì cậu ta có bỏ ra số tiền này không? Con ngốc thế, có người đàn ông nào vô duyên vô cớ lấy tiền cho phụ nữ đâu, hơn nữa còn tận 100.000 tệ, con đang giả ngu với mẹ đúng không? Dù sao thì không có xính lễ 500.000 thì đừng hòng lấy con. Dương Quế Hoa cứng rắn nói. Chị, sao chị không thông suốt vậy? Em thấy người đó chắc chắn có 500.000 xính lễ, sau này chị chính là vợ nhà giàu. Những chị cũng không thể bỏ mặc bố mẹ đúng không? Xính lễ 500.000 này chính là tiền dưỡng lão của bố mẹ, không thể không lấy, bố mẹ nuôi nấng chị cũng không dễ dàng gì. Chị đi học đã tiêu tốn bao nhiêu tiền trong nhà rồi, em cũng được không học hành nhiều bằng chị. Chị xem thôn chúng ta có cô gái nào hơn 20 tuổi mà vẫn đi học không? Đã sớm lấy chồng để giảm gánh nặng cho gia đình rồi. Chị thì hay rồi, giờ bảo chị lấy chút xính lễ cho gia đình cũng không đồng ý. Chị còn chưa gả đi đã nghĩ cho người khác rồi. Mục Tiểu Lộ bĩu môi nói. Con nghe đi, em trai con hiểu chuyện hơn con rất nhiều đấy. Những năm nay con đã tiêu tốn bao nhiêu tiền của trong nhà. Nuôi nấng con nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc con nên báo đáp cha mẹ rồi. Nếu giờ bố con đã khỏe lại, sống đến 90 tuổi thì số tiền 500.000 kia cũng chưa chắc đã đủ đâu. Có người con rể vàng như thế, nhà họ Mộc chúng ta ở trong thôn đã có thể đi thẳng lưng rồi. Trong mắt Dương Quế Hoa tràn đầy ý cười, mặc dù bị đánh cho sưng mặt, nhưng trong lòng lại vui dạo dực. Nếu bảo con gái trói chặt con rể vàng thì sau này nhà họ Mộc bọn họ có thể vụt lên như diều gặp gió rồi, sau này không chừng còn có thể chuyển vào thành phố sinh sống nữa, vậy chẳng phải sẽ khiến đám bà già trong thôn ghen tị đỏ mắt sao? Con lên cấp 3 đã luôn chăm chỉ vừa học vừa kiếm tiền, tiêu tiền mẹ lúc nào chứ? Tiền con kiếm được từ việc làm thêm đưa hết cho em trai ăn uống vui chơi rồi còn gì? Con bắt con tiết kiệm tiền mua xe cho mọi người, con cũng đã mua rồi, sao mẹ không kể đến những điều này đi? Anh Tần là một người anh tốt của con, anh ấy không có ý gì với con cả, con và người ta vốn không phải là người cùng tầng lớp, vả lại, người ta cũng đã có bạn gái rồi, mọi người đừng có mà ở đây nói linh tinh nữa. Mộc Tâm Lan nói, trong lòng cô không khỏi có chút tự ti, so với anh Tần, cô ấy chỉ là chim sẻ bé nhỏ, còn anh Tần là thiên nga cao quý. Trên sân bóng, có thủ môn canh lưới rồi mà bóng vẫn vào như. Con phải túm chặt lấy con rể rùa vàng này cho mẹ, vì hạnh phúc nửa đời sau của con ở với cậu ta hay em trai con ở với cậu ta hả? Cậu ta có thể cùng con về nhà chúng ta tức là đã thích con rồi, nếu không thì sao lại tiêu tiền vì con? 100.000 đó, con nghĩ mà xem, cậu ta đang vờ tha để bắt thật đấy, con gái phải học cách chủ động tấn công, nếu mẹ trẻ lại 20 tuổi thì đâu đến lượt con? Chẳng thông minh sáng suốt tí nào cả, con dám nói con không thích cậu ta không? Dương Quế Hoa cười khinh bỉ. Con! Mộc Tâm Lan rơi vào trầm tư, không nói đến chuyện yêu thích, nhưng một người đàn ông tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại giàu có như anh Tần, làm gì có cô gái nào không thích chứ?
lẽ nào cứ phải thích một tên ăn mày đầu đường xó chợ à? Mộc Tâm Lan cũng không phải Bạch Liên Hoa, cô biết những lời mẹ cô nói, dường như cũng không phải hoàn toàn vô lý. Chị phải nắm lấy cơ hội, để vuột mất rồi thì không có nữa đâu, em thích người anh rể này, hê hê. Mộc Tiểu Lộ cười hê hê, mặt mày hớn hở, khiến Mộc Tâm Lan càng do dự hơn. Con mặc kệ, bắt buộc phải trả tiền lại cho anh Tần trước đã, sáng mai hai người mau đến nhà lão Lý đòi lại tiền đi. Mộc Tâm Lan nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn không thể mắc nợ anh Tần. Được được, sáng mai mẹ sẽ đi đòi lại tiền. Dương Quế Hoa không kiên nhẫn nói, đòi cái quái gì? Vịt trong nồi rồi, tuyệt đối không thể để bay mất. Con đi chăm sóc bố. Mộc Tâm Lan vội vàng vào phòng chăm sóc bố. Mẹ, sáng mai con không đi đâu, con và Lý Liên Hoa đã yêu đương 2 năm rồi, con phải cưới cô ấy, ngoài cô ấy con không lấy ai cả. Mộc Tiểu Lộ dậm chân nói. Xuyệt, con ngốc thế, mẹ đang lừa chị con thôi, sáng mai, chúng ta sẽ đến nhà lão Lý quyết chuyện cưới xin. Giờ con đã có một anh rể triệu phú rồi, nhà họ Lý chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý, sau này chúng ta chắc chắn sẽ là nhà giàu có nhất thôn. Con yên tâm, mẹ chắc chắn sẽ lấy xính lễ 500.000 này cho con. Gương mặt Dương Quế Hoa tràn đầy tự tin. Đến lúc đó con sẽ mua một căn nhà lớn, một chiếc xe địa hình, mẹ, tất cả nhờ mẹ đó. Mục Tiểu Lộ cực kỳ hào hứng, đã mơ đến giấc mơ làm triệu phú giàu nhất thôn rồi. Khách sạn Quốc Tín ở tỉnh Lâm. Khi Tần Lâm đến đây, 10 người mặc đồ đen đang đứng trước cửa đón anh. Cậu Tần, mời vào trong. Ông chủ của chúng tôi đang đợi cậu. Một người đàn ông trung niên khẽ nở nụ cười, cúi người nói. Tần Lâm gật đầu, bước vào trong khách sạn, là khách sạn 5 sao lớn nhất tỉnh Lâm, mức độ xa hoa ở đây không lời nào tả được. Thảm đỏ trải dài cực sang trọng, các cô gái tiếp khách đứng hai bên. Phương Bắc cực kỳ chú trọng lễ nghi, nhất là khi đón tiếp khách quý. Trong phòng tổng thống, một người đàn ông trung niên mặc vest trắng. Khi nhìn thấy Tần Lâm liền nhanh chóng đứng lên. Cậu Tần đúng không? Ông Cung đã dặn tôi đến đây, ông ấy nói rằng nhìn thấy cậu như nhìn thấy ông ấy, ha ha ha. Hôm nay mới được gặp mặt, quả nhiên là trẻ trung hứa hẹn, khí chất bất phàm. Cậu Tần, mời ngồi. Khách sáo rồi. Tần Lâm gật đầu, ông chủ Phương này là ông trùm bất động sản của tỉnh Lâm, thuộc tập đoàn Lâm Thị, mặc dù còn kém Thiên Khoa và Hoàn Đại một chút, nhưng là tập đoàn thống trị phía Bắc. Cậu Tần không cần khách sáo như vậy, tôi và ông Cung rất tâm đầu ý hợp, 20 năm trước, nếu không nhờ ông Cung tôi luyện, thì tôi cũng không thể có thành tựu ngày hôm nay. Mối làm ăn đầu tiên của tôi chính là do ông ấy đích thân dạy, vì vậy ông Cung chính là quý nhân của tôi. Tôi chắc chắn không thể lơ là với khách quý của ông ấy được. 3 đứa con trai nhà họ Cung chân tay không lành lặn, đều là nhờ cậu Tần ra tay giúp đỡ mới khiến nhà họ Cung nở mày nở mặt, tôi thực sự rất khâm phục cậu. Phương Hồi nghiêm túc nói. Ông Cung nói quá rồi, những chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến, hôm nay tôi đến đây cũng là vì chuyện Sâm Vương trăm năm, mong ông chủ Phương dạy bảo. Tần Lâm cười nói. Đó là chuyện đương nhiên rồi, nhưng chuyện này vẫn còn một số vấn đề, người tìm thấy Sâm Vương trăm năm vẫn còn ở trong rừng già núi Trường Bạch, hơn nữa tung tích rất thất thường, nói là Sâm Vương trăm năm đã có linh tính, có thể đi xuyên rừng rậm, căn bản không cố định. Người của chúng tôi cũng chỉ có thể liên hệ với người nhà của ông ấy. Muốn có được Sâm Vương trăm năm chắc phải đợi thêm 2 ngày nữa, tôi lập tức cử người đi trước, giúp cậu Tần giành lấy Sâm Vương trăm năm. Phương Hồi nghiêm túc nói. Thật không? Tần Lâm cũng cực kỳ ngạc nhiên, tương truyền nhân sâm lâu năm sẽ chạy được, đây là sự thật sao? Rất nhiều người đời trước nói nhân sâm lâu năm, nếu không nắm chặt thì nó sẽ chạy mấy, điều này khiến Tần Lâm cũng cực kỳ tò mò. Sinh khí của nhân sâm tươi là tinh khiết nhất, đã vậy thì tôi buộc phải đi một chuyến. Nếu không, sẽ là một tổn thất lớn đối với Sâm Vương trăm năm này. Tần Lâm vô cùng tự tin nói, Sâm Vương trăm năm này vẫn còn ở trong rừng rậm núi Trường Bạch, điều này khiến anh cực kỳ hưng phấn, xem ra cần phải đi một chuyến mới được. Chuyện này, cậu Tần, hay là để chúng tôi đi đi, nếu để ông Cung biết được, sẽ trách chúng tôi làm việc không tận tâm. Phương Hồi cười khổ nói. Không sao, ông Cung sẽ không trách ông đâu, tinh hoa của nhân sâm tươi nồng đậm nhất, nếu bắt được nó lúc này thì giá trị sẽ càng cao. Tần Lâm nghiêm túc nói. Nếu vậy thì tôi sẽ không khuyên cậu nữa, cậu Tần, đây là số điện thoại của
tôi sẽ chuẩn bị 10 chiếc máy bay trực thăng đỗ dưới chân núi Trường Bạch tiếp ứng cho cậu, cậu chỉ cần gọi điện, tôi sẽ đến ngay lập tức. Phương Hồi nghiêm túc nói, vào rừng rậm núi Trường Bạch không phải là chuyện đùa, biết bao nhiêu thợ săn vào đó không bao giờ trở về nữa, trong rừng nguyên sinh tràn đầy bí ẩn và nguy hiểm rình rập. Cậu Tần, cậu nhất định phải cẩn thận, tôi sẽ cử vài người đi theo bảo vệ cậu. Không cần đâu, ông đưa địa chỉ cho tôi là được, có chuyện gì tôi sẽ gọi điện cho ông bất cứ lúc nào. Tần Lâm nói, vậy được, cậu Tần, tôi đã đặt tiệc ở đây rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Ha ha ha, được. Tần Lâm gật đầu, sau khi ăn uống no say, Tần Lâm cũng hơi nghiêng ngả, về nhà ngủ một giấc say. Sáng hôm sau, Dương Quế Hoa và Mộc Tiểu Lộ đã chỉnh đốn gọn gàng, thay quần áo mới, chuẩn bị đến nhà lão Lý bàn chuyện cưới xin. Mẹ, hai người đòi lại tiền thì mau trở về nhé, chúng ta không thể nợ tiền của anh Tần được. Mộc Tâm Lan thấp giọng nói. Yên tâm, biết rồi. Dương Quế Hoa thiếu kiên nhẫn đáp lại, kéo con trai xách theo một làn trứng gà đến thẳng nhà họ Lý. Mộc Tiểu Lộ cực kỳ kích động, hôm nay sẽ định ngày rồi, cậu ta và Liên Hoa đã yêu đương 2 năm nay, cuối cùng đã tu thành chính quả rồi, nghĩ đến mà kích thích. Sau khi đến nhà lão Lý, Dương Quế Hoa tươi cười nhìn thấy mẹ Lý Liên Hoa đang phơi quần áo trong sân. Bà Phân đang bận à, tôi đến tặng bà giỏ trứng gà, đều là trứng gà mẹ mới đẻ đấy. Dương Quế Hoa cười nói. Đến chơi là được rồi, còn cần quà cáp làm gì, nhưng Liên Hoa nhà tôi hôm nay không có nhà, nó đến nhà cậu ruột trên thành phố rồi. Vương Ngọc Phân cười nói. Thím Phân, Liên Hoa đang ở trong phòng mà, cháu nhìn thấy cô ấy rồi, sao thím lại nói dối. Mục Tiểu Lộ khẽ sững sờ, thấp giọng nói. Há, hôm qua quay về rồi à, cháu xem thím cũng không biết luôn, ha ha ha. Vương Ngọc Phân lúng túng cười. Hôm nay tôi đến chính là muốn định ngày kết hôn cho hai nhà chúng ta, hai đứa nó cũng đã lớn như vậy rồi, cũng không nên trì hoãn mãi nữa, tôi nói có đúng không? Đúng lúc xung nghỉ cho bố Tiểu Lộ, may mắn thì sang năm có thể ôm cháu nội rồi, ha ha ha. Dương Quế Hoa cười nói. Anh Tiểu Lộ, sao anh đến đây? Lý Liên Hoa đứng ở cửa hỏi, ánh mắt có phần hốt hoảng. Vì anh nhớ em mà, đã nửa tháng không gặp rồi, em cũng không đến tìm anh. Mục Tiểu Lộ gãi đầu, xấu hổ nói. Bộ quần áo này của em đẹp quá Liên Hoa, em mua ở trên thành phố à? Trông em xinh đẹp y như người thành phố ấy. Mục Tiểu Lộ hai mắt thẳng tắp nhìn Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa đỏ mặt, trong mắt có chút bối rối. Chuyện gì vậy, Liên Hoa, người này là ai? Một người đàn ông vừa cao vừa gầy từ trong nhà bước ra, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trông vô cùng mạnh mẽ và đẹp trai, tư thế hiên ngang trông giống như người luyện võ, so với Mục Tiểu Lộ hoàn toàn là một trời một vực. Thấy người đàn ông kia đặt tay lên vai Lý Liên Hoa, Mục Tiểu Lộ lập tức nổi giận. Anh là ai, buông vợ tôi ra. Sắc mặt của Mục Tiểu Lộ cực kỳ khó coi, đối với cậu ta. Đây là một nỗi sỉ nhục lớn, ánh mắt đầy tính công kích của người đàn ông này khiến cậu ta thấy vô cùng khó chịu. Dáng vẻ miệng hùm gan sứa của cậu ta khiến Lâm Hiểu Quốc chẳng thèm để bụng. Vợ cậu có nhầm không vậy? Liên Hoa là vợ tôi, nhìn dáng vẻ của cậu chắc chưa mọc đủ lông đâu nhỉ, cậu mà xứng có vợ à? Cậu nghĩ Liên Hoa thích tôi hay thích cậu? Ha ha ha! Lâm Hiểu Quốc khinh thường nói. Lý Liên Hoa ngoan ngoãn nghe lời, ánh mắt long lanh. Không biết nên giải thích thế nào với Mục Tiểu Lộ. Nửa tháng này cô đã đi theo Lâm Hiểu Quốc đi chơi khắp thành phố, thăm thú hết các tụ điểm giải trí, khu vui chơi, còn đến cả những nơi xa hoa náo nhiệt và hiện đại, cô không muốn quay về ngôi làng buồn tẻ này nữa. Đã chiêm ngưỡng qua sao sáng biển lớn, nào có ai còn muốn về nơi xa xôi hẻo lánh chứ? Lý Liên Hoa trước đây không có ước mơ, từ nhỏ đến lớn chỉ muốn sinh sống trong thôn nhỏ, cô ta không có sở thích. Cũng không có mong đợi gì cao sang, chỉ muốn cùng Mục Tiểu Lộ sống qua ngày tháng tốt đẹp. Nhưng giờ đã khác, cô ta sau khi ra ngoài đã gặp được đủ loại ăn ngon mặc đẹp cùng thú vui đời người, trái tim cô ta đã hoàn toàn trở nên điên dại. Nếu cho cô ta một cơ hội chọn lại, cô ta vẫn sẽ không do dự mà chọn Lâm Hiểu Quốc, tất nhiên, lần nãy cũng thế. Nhưng trong lòng Lý Liên Hoa vẫn rất không nỡ, dù sao cô ta và Mục Tiểu Lộ cũng đã yêu nhau được 2 năm. Trong 2 năm này, trái tim cô ta vô cùng đơn giản, thuần khiết, nhưng Lâm Hiểu Quốc đã cho cô ta một cuộc sống mà cô ta hằng mơ ước. Có cậu nói rất hay, từ nghèo sang giàu thì dễ,
nhưng từ giàu sang nghèo rất khó, hiện giờ Lý Liên Hoa thậm chí còn không ăn nổi những món mẹ cô ta nấu nữa. Cô ta đã trở thành một cô gái ham vật chất rồi, nửa tháng này đã hoàn toàn nhuộm đen linh hồn thuần khiết kia. Cô ta đã không còn là Lý Liên Hoa trước kia nữa, cô ta cũng không muốn cùng Mục Tiểu Lộ sống cuộc sống cơ cực. Mặc dù nhà bọn họ đã đưa sính lễ, nhưng cô ta vẫn muốn tử hôn, cô ta muốn theo đuổi cuộc sống mơ ước của mình. Liên Hoa, em nói đi, rốt cuộc anh ta là ai? Sao anh ta lại ôm em nói đi. Mục Tiểu Lộ nôn nóng, mặc dù cậu ta không muốn tin người đàn ông này có quan hệ với Lý Liên Hoa, nhưng chuyện đã bày ra trước mắt, Lý Liên Hoa cúi đầu không nói lời nào, dường như đã nói lên tất cả. Trong lòng Mục Tiểu Lộ tràn đầy đau khổ, nửa tháng trước bọn họ vẫn rất hạnh phúc, cùng nhau vẽ về cuộc sống tương lai, nuôi 3 con trâu, 5 con dê, sau đó cùng nhau làm ruộng, hái thuốc, cùng nhau tạo ra cuộc sống tốt đẹp, nhưng cảnh trước mắt khiến trái tim Mục Tiểu Lộ không ngừng run rẩy. Mục Tiểu Lộ, cậu đừng ở đây tự mình đa tình nữa, cậu nghĩ Liên Hoa thích cậu à? Cậu nghĩ mình xứng với Liên Hoa à? Cậu nghĩ mình có năng lực cho Liên Hoa một cuộc sống tốt đẹp à? Nói cho cậu biết, tôi chính là bạn trai mới của Liên Hoa, chuyện của hai người đã kết thúc từ nửa tháng trước rồi, cóc khẻ mà muốn ăn thịt thiên Nga à, đừng mơ tưởng nữa, ha ha ha. Ánh mắt của Lâm Hiểu Quốc cực kỳ lạnh lùng, tên ngu xuẩn trước mắt này cơ bản không xứng với Liên Hoa, cậu ta là cái thá gì mà dám tranh phụ nữ với anh ta. Không, đây không phải sự thật, không phải sự thật, Liên Hoa, em nói cho anh biết, đây không phải sự thật. Em vẫn còn yêu anh đúng không? Em vẫn còn thích anh đúng không? Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Anh ta đã uy hiếp em như thế nào? Đã làm gì em? Nói cho anh biết, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta. Mục Tiểu Lộ tràn đầy đau khổ nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 43.